Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 50. Bị đại ca Bạch Khởi tóm đến một góc của đại điện, Dương Bách Xuyên rất bất đắc dĩ, lúc này Bạch Khởi làm một thủ quyết với một mặt tường, trên bức tường trước mặt lập tức bồng bềnh dao động linh khí. Ngay sau đó Bạch Khởi kéo Dương Bách Xuyên đâm thẳng về phía bức tường. Lát sau, Dương Bách Xuyên cảm thấy xung quanh có linh khí dao động mãnh liệt, tiếp đó lại là cưỡng chế xuyên qua một bức tường, lúc này mới biết có càn khôn khác, là một cánh cửa. Hắn lấy lại tinh thần nhìn thì thấy hai bọn họ đã không còn ở trong đại điện nữa, mà đã xuất hiện ở trong một căn phòng bí mật mấy chục mét vuông, trước mắt thấy được một bộ chiến giáp tỏa ra ánh sáng màu tím vàng. Nháy mắt Dương Bách Xuyên đã yêu thích bộ chiến giáp này rồi. Bạch Khởi cười nói, hiền đệ, đây chính là món quà vi huynh tặng cho đệ. Động phủ này là huynh và tẩu tẩu đệ phát hiện vào 10 năm trước, quên nói với đệ, huynh là thiếu tộc trưởng của tộc Bạch Viên trong địa hạt Đại Hoang. Huynh ở trong Đại Hoang ra đây thực ra là để du lịch, cũng là chuyện mà mỗi một thiếu tộc trưởng Bạch Viên nhất định phải đi. Mà động phủ này là động phủ toàn năng của nhân tộc, lúc đó sau khi huynh phát hiện, thì đã ở lại với tẩu tẩu ngươi. Mong chờ đứa con ra đời, trong phòng bí mật vốn còn có tồn tại một số thiên tài địa bảo, những năm này đều đã bị huynh dùng hết để dưỡng thai cho tẩu tẩu ngươi rồi. Bây giờ thứ còn lại duy nhất chính là chiến giáp này, huynh mặc không hợp chiến giáp thuộc về nhân tộc, cũng coi như là cơ duyên nên cho đệ vậy. Hy vọng đệ sẽ thích, mặc dù huynh chưa từng đụng vào chiến hạm này nhưng cũng biết chiến hạm này không phải vật tầm thường. Linh khí quanh năm tỏa ra giờ phút nào cũng có thể hấp thụ linh khí trời đất để thấm nhuần bản thân chiến giáp, cảm giác vô cùng có linh tính. Bên trên ban đầu có cấm chế bảo vệ, huynh đã tiêu tốn công sức nguyên 10 năm mới phá được cấm chế của chiến giáp. Nhắc mới nhớ, để giải cấm chế của chiến giáp này, nên lần này tẩu tẩu ngươi ra ngoài mới bị huyền xương mãng xà và xích diễm cự ưng tập kích, cũng may huynh giải được cấm chế sớm, muộn thêm chút nữa sợ là tẩu tẩu ngươi và đứa nhỏ đều không thấy được nữa rồi. Lúc Bạch Khởi nói tới đây cũng là dáng vẻ nghĩ lại còn sợ. Lúc này Dương Bách Xuyên mới hiểu nguyên nhân Bạch Tố bị thương thật sự, thì ra tất cả ngọn nguồn đều nằm trên chiến giáp này. Đối với điều này, Dương Bách Xuyên liên tiếp lắc đầu, nói, đại ca, vậy ta càng không thể lấy rồi. Chiến giáp này đại ca tiêu tốn công sức 10 năm mới phá được cấm chế, suýt nữa còn khiến tẩu tẩu mất mạng, quá quý trọng rồi, huynh đệ không thể lấy. Mắt Bạch Khởi trợn lên, sau này vi huynh không muốn nghe thấy ngươi nói lời khách sáo, cho ngươi thì nhận lấy. Vi huynh là yêu tộc có gì nói đấy, không có nhiều tâm tư như nhân tộc các ngươi. Đừng nói nữa, cứ quyết định như vậy đi, chiến giáp này đợi lát ngươi đi luyện hóa là được. Hơn nữa mặc dù lúc đó vi huynh đến giết chết huyền xương mãng xà và xích diễm cự ưng, cứu tẩu tẩu ngươi kịp lúc, nhưng nàng vẫn bị thương vì điều này, còn làm liên lụy tới đứa con trong bụng. Lần này nếu không có ngươi, thì vi huynh sẽ hối hận suốt đời, cả đời cũng không thể yên lòng. So với ân tình của ngươi đối với cả nhà vi huynh, đừng nói một chiến giáp, ngay cả 10 cái 100 cái cũng không bằng. Nếu như có thể, cho dù ngươi bảo huynh bỏ mạng huynh cũng sẽ không cau mày một cái. Huống hồ ngươi còn là chủ nhân của thái tử yêu tộc ta, mặc dù nhắc tới hơi xấu hổ, nhưng dù sao cũng là sự thật, sau này tộc viên hầu của yêu tộc chắc chắn đều sẽ gắn bó keo sơn với ngươi. Còn về chuyện ngươi và ta kết nghĩa, ngươi đừng nói ra ngoài. Ta cũng biết quy tắc của một số nhân tộc các ngươi, nếu bọn họ chụp mũ thông đồng với yêu tộc cho ngươi, thì ngươi sẽ rất khó đi lại ở Sơn Hải giới. Lúc Bạch Khởi nói tới đây, Dương Bách Xuyên không khỏi cắt ngang hắn ta, nói, đại ca cũng xem thường ta quá rồi, chưa nói Dương Bách Xuyên ta không phải dân địa phương của Sơn Hải giới, là nhân tộc đến từ Trung Quốc của trái đất. Mà cho dù phải vậy thì thế nào? Ngươi làm việc còn ai có thể chi phối chắc, ta là đại ca của ngươi. Chúng ta kết nghĩa có trời đất làm chứng, đây là sự thật cứng như sắt, có gì không thể nói, ai muốn gây phiền phức thì cứ việc tới là được. Nếu sau này Sơn Hải giới có ai dám lấy chuyện của huynh đệ chúng ta ra chụp mũ cho ngươi, thì dù lật đổ Sơn Hải giới, ta cũng không tiếc gì. Bạch Khởi nghe Dương Bách Xuyên để ý tình cảm kết nghĩa của hai người như vậy, vô cùng cảm động, mắt đỏ lên nói, được, Bạch Khởi ta đời này sẽ kết làm huynh đệ với hiền đệ, chết cũng không hối hận. Kiếp này nhất định không phụ lòng của ngươi. Tạm thời không nói nữa, ngươi mau đi luyện hóa bộ chiến giáp này đi, ta ra ngoài hộ pháp cho ngươi. Dương Bách Xuyên cũng không phải người già mồm cãi láo, biết đại ca Bạch Khởi cho thật lòng, nên cũng không từ chối nữa. Đợi sau khi Bạch Khởi ra khỏi căn phòng bí mật,
Dương Bách Xuyên bước tới trước chiến giáp, đầu ngón tay vung ra, một giọt tinh huyết nhỏ lên chiến giáp, tiện tay mở ra chân hỏa và thủ quyết luyện hóa, bắt đầu luyện hóa chiến giáp. Nói thật, hắn đã thích chiến giáp này ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nói một cách chính xác là một bộ một hoàn chỉnh, mũ, chiến giáp, ủng đều có đủ. Lấp lánh ánh sáng tím vàng nhàn nhạt. Khi tinh huyết nhỏ lên chiến giáp vận chuyển chân hỏa, ánh sáng tím vàng của cả chiến giáp đều trở nên mãnh liệt, ánh sáng vô cùng lộng lẫy. Ong! Một tiếng vang dội truyền ra từ trên chiến giáp, giống như thanh kiếm sắc bén phủ đầy bụi được mở ra. Ngay sau đó trên chiến giáp hiện ra từng phù văn tím vàng, từng phù văn mặc dù Dương Bách Xuyên không quen biết, nhưng lại có thể cảm nhận được khí tức tràn đầy sự bể dâu cổ xưa. Hơn nữa còn tỏa ra một luồng sát khí vô biên, thần hồn của Dương Bách Xuyên cũng bắt đầu sao động trong sát ý phát ra này. Cẩn thận cảm nhận thì có thể cảm nhận được một sát ý thê lương trên chiến giáp này lại có một khí tức núi thây biển máu. Trong nháy mắt, máu của Dương Bách Xuyên đã biết chiến giáp này thật sự không phải vật tầm thường, là chiến giáp có câu chuyện, hoặc nói là chủ nhân trước của chiếc là người có câu chuyện. Lúc này dòng máu của Dương Bách Xuyên hơi sôi trào, dường như bị khí tức chiến giáp tỏa ra dẫn đến một chiến trường viễn cổ rộng lớn, một sân khấu của cường giả tuyệt thế tung hoành thiên hạ. Giây phút nào đó, Dương Bách Xuyên phát hiện tiếng vang của chiến giáp càng ngày càng lớn, vậy mà lại bắt đầu bài xích hắn luyện hóa, chân hỏa mở ra lại có dấu hiệu bị dập tắt. Trong lòng hắn chợt kinh ngạc phun tinh huyết lên chiến giáp, nhìn chiến giáp nói, mặc dù tao không biết chủ nhân trước của mày là nhân vật thế nào, có quá khứ thế nào, nhưng có một điều tao muốn nói với mày, đi theo tao sau này tao chắc chắn sẽ không chôn vùi mày. Nếu mày không bằng lòng để tao luyện hóa, tao cũng có thể cưỡng chế luyện hóa mày. Nhưng ta sẽ không miễn cưỡng, còn mày cuối cùng vẫn sẽ bị tiếp tục chôn vùi ở nơi này. Lẽ nào mày không muốn quay lại thế gian sao? Có lẽ là uy lực của tinh huyết, hoặc là chiến giáp đã nghe hiểu lời của Dương Bách Xuyên, ngay sau đó không còn bài xích nữa. Dương Bách Xuyên tin là vế sau, chỉ cần là pháp khí chiến giáp thượng thừa thì đều có linh khí linh tính, chiến giáp này chắc chắn không phải vật tầm thường. Sau khi chiến giáp tiếp nhận Dương Bách Xuyên, việc luyện hóa trở nên nhanh hơn nhiều, trong ánh sáng tím vàng rực rỡ, lúc nào đó, Dương Bách Xuyên cảm thấy đầu óc truyền tới từng đợt thông tin. Vừa xem, Dương Bách Xuyên đã lập tức vui mừng, không nghi ngờ gì những thông tin này chính là ở chiến giáp ra. Giáp Nhật Nguyệt Càn Khôn. Dương Bách Xuyên tự nói, đây là thông tin đầu tiên hắn thấy, tiếp tục xem tiếp. Một lát sau Dương Bách Xuyên đã xem xong. Nếu có người ở đây chắc chắn sẽ thấy khóe miệng của Dương nào đó đang chảy nước miếng. Quả thật lúc này Dương Bách Xuyên đang chảy nước miếng từ tận đáy lòng, vì chức năng của Giáp Nhật Nguyệt Càn Khôn quả thật là tràn đầy thần thông. Ghi chép liên quan tới Giáp Nhật Nguyệt Càn Khôn ở trong đầu là sức mạnh phòng ngự sẽ tăng lên 3 cấp bậc theo tu vi của chủ nhân. Cũng tức là bây giờ hắn là Kim Đan Sơ Kỳ, mặc Giáp Nhật Nguyệt Càn Khôn vào thì lực phòng ngự sẽ tương ứng với Kim Đan Kỳ Đại Viên Mãn. Ngoài ra còn có một lợi ích khác, mặc Giáp Nhật Nguyệt Càn Khôn vào có thể tự chủ hấp thụ linh khí trong trời đất, nhiều nhất có thể hấp thụ sức mạnh Nhật Nguyệt để bổ sung sức mạnh phòng ngự của chiến giáp, không tiêu hao bao nhiêu chân khí của bản thân chủ nhân. Có điều đây cũng là tương ứng, nếu hắn sử dụng chân khí quá mức thì vẫn sẽ tiêu hao, nhưng cho dù như vậy cũng đã rất nghịch thiên rồi. Còn có ủng chiến giáp có hiệu quả tăng thêm 3 thành tốc độ, đương nhiên là một chí bảo. Điều duy nhất khiến Dương Bách Xuyên nghi ngờ là chiến giáp không nhắc đến là phẩm cấp gì. Là linh khí hay là tiên khí? Có điều cái này cũng không quan trọng, quan trọng là Giáp Nhật Nguyệt Càn Khôn có thể thay đổi theo tu vi của chủ nhân, cũng tức là bây giờ hắn là Kim Đan Sơ Kỳ, phòng ngự của chiến giáp có thể chống đỡ được công kích của Kim Đan Kỳ Đại Viên Mãn. Nếu như là Kim Đan Trung Kỳ, thì có phải có thể chống đỡ được công kích của Nguyên Anh Kỳ không? Điều này Dương Bách Xuyên không dám chắc chắn. Phải thử rồi mới biết. Dù sao bây giờ hắn đã vô cùng hài lòng rồi. Xem xong thông tin liên quan tới Giáp Nhật Nguyệt Càn Khôn ở trong đầu, thủ quyết luyện hóa trong tay hắn cũng đã thi triển xong rồi. Trong vô hình, Dương Bách Xuyên đã có liên hệ với chiến giáp, trong lòng chợt động, ngay sau đó đã thấy Giáp Nhật Nguyệt Càn Khôn biến ngay thành khí lưu màu tím vàng, xoay vòng lên rồi rơi xuống người hắn. Trên đầu xuất hiện mũ giáp, trên người xuất hiện chiến giáp. Trên chân đã sỏ chiến ủng. Nháy mắt Dương Bách Xuyên giống như đã biến hình, trở thành một tướng quân oai phong lẫm liệt.
Giáp nhật nguyệt càn khôn trên người, Dương Bách Xuyên quả thật cảm thấy rất bảnh trẻ, nhưng nhìn trái nhìn phải hình như vẫn còn thiếu cái gì đó. Sau đó hắn thấy là thiếu pháp khí, giơ tay ra kiếm đồ long đã ở trong tay, lúc này coi như là trang bị đầy đủ rồi. Dương Bách Xuyên vẫn luôn muốn có một bộ chiến giáp của riêng mình, bây giờ cuối cùng có, hơn nữa trông cũng rất được. Cho dù là dáng vẻ hào nhoáng, hay là cái tên giáp nhật nguyệt càn khôn này, hoặc là màu sắc đều là loại hắn thích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc trước từng có được một bộ nhuyễn giáp ở sơn động nhà cũ kia của Hầu Đậu Đậu, nhưng đã tặng cho Triệu Nam phòng thân rồi. Nghĩ đến nhà cũ của Hầu Đậu Đậu, Dương Bách Xuyên lại nghĩ đến Tư Không Nguyên và lời phó thác của Tư Không Nguyên. Tư Không Nguyên là người của Sơn Hải Giới, chết ở trái đất, cuối cùng tọa hóa ở trong sơn động kia của Hầu Đậu Đậu. Dương Bách Xuyên đã có được ba phương pháp luyện đan và kinh nguyên thần. Ở trong ngọc giải Tư Không Nguyên để lại, hắn cũng đồng ý với Tư Không Nguyên sau này sẽ đến Sơn Hải Giới, đến nơi thần cung băng tuyết gì đó một chuyến, tìm và chuyển lời cho một người tên là Hạ Thiên. Lời hứa này Dương Bách Xuyên chưa từng quên, bây giờ đã đến Sơn Hải Giới, Dương Bách Xuyên muốn nghe ngóng thần cung băng tuyết chút, đi hoàn thành lời đã hứa với Tư Không Nguyên này. Sau khi nghĩ đến những điều này, Dương Bách Xuyên lại nhớ đến người cá Hạ Lộ. Ban đầu đại trận Long Cung ở đáy nước Trường Giang kia, theo suy đoán của hắn chắc chính là một trận truyền tống đến Sơn Hải Giới, Hạ Lộ có thể cũng ở Sơn Hải Giới. Những người quen cũ này, hắn đều muốn tìm. Nếu là như vậy, Dương Bách Xuyên nghĩ tạm thời cũng không cần trở về vội, nên tìm thấy hết người thân bạn bè cần tìm trước rồi mới có thể qua. Có điều hai điều này cũng không xung đột, dù sao lối đi của Sơn Hải Giới đã có mục tiêu. Anh em Chư Cát nói trong di tích ở quê Chu Cát của bọn họ có phong ấn một lối đi của Sơn Hải Giới. Đến lúc đó chỉ cần mở phong ấn ra tất nhiên sẽ có thể trở về, hiện giờ Dương Bách Xuyên đã quyết định đi tìm các đồ đệ trước. Sau khi nghĩ tới những điều này, Dương Bách Xuyên cũng không có tâm trạng chơi chiến giáp nữa, tâm niệm chợt động, giáp nhật nguyệt càn khôn đã tự động ẩn náu vào trong cơ thể rồi, lúc dùng chỉ cần động tâm niệm là sẽ xuất hiện, vô cùng thuận tiện. Sau đó Dương Bách Xuyên bước ra khỏi căn phòng bí mật. Vừa ra ngoài Dương Bách Xuyên đã thấy một cảnh khiến hắn vô cùng không vui. Hầu Đậu Đậu bị đại ca Bạch Khởi mời ngồi ở ghế chính, trước mặt bày một bàn linh quả quý giá to, còn phong phú hơn gấp đôi tiểu hòa thượng và anh em Gia Cát lúc trước. Lúc này tên ngu Hầu Đậu Đậu như bò lên bàn phàm ăn tục uống, sau khi thấy Dương Bách Xuyên bước ra khỏi căn phòng bí mật, nháy mắt đã biến thành con mèo con. Huyết mạch sau khi tiến hóa, Hầu Đậu Đậu càng thông minh hơn, linh trí tăng mạnh. Bây giờ ngoài không biết nói tiếng người ra, Hầu Đậu Đậu còn biết quan sát sắc mặt, thấy Dương Bách Xuyên vẻ mặt không tốt bước tới, Hầu Đậu Đậu đã vèo một cái từ trên bàn nhảy xuống. Tiện tay còn cầm hai linh quả, nhảy nhót đưa qua cho Dương Bách Xuyên ở tít phía xa giống như dâng báu vật. Giơ tay không đánh kẻ tươi cười, dù da mặt của Dương nào có dày, lúc này cũng không thể xử lý Hầu Đậu Đậu được. Nhận lấy linh quả từ trên móng nhỏ của Hầu Đậu Đậu, cười mắng, hay cho con súc sinh mày biết quan sát sắc mặt rồi, lần này coi như khôn ngoan nên tha cho mày. Sau khi mắng xong, Dương Bách Xuyên mới phát hiện mình lỡ lời rồi, vợ chồng đại ca Bạch Khởi còn đang ở bên cạnh, mắng Hầu Đậu Đậu là súc sinh cũng có nghĩa là mắng vợ chồng đại ca rồi. Hắn lập tức hơi đỏ mặt, vô cùng xấu hổ. Khụ khụ, cái đó đại ca, ta không có ý mắng ngươi và tẩu tẩu đâu. Dương nào đó vội vàng xấu hổ giải thích một câu. Ha ha ha, hiền đệ cũng là người thần kỳ, vì huynh vốn cùng không phải nhân tộc mà là tộc yêu thú, người mắng ta súc sinh ta cũng sẽ không so đo với ngươi, mau ngồi xuống đi. Bạch Khởi cười tỏ vẻ không để bụng. Hắn ta càng nói như vậy, Dương Bách Xuyên lại càng xấu hổ hơn, trong miệng cười ha ha, âm thầm kiểm điểm lại bản thân, xem ra sau này không thể mắng chửi Hầu Đậu Đậu chết tiệt rồi. Không thì khó tránh vợ chồng đại ca sẽ không vui. Sau khi ngồi xuống, Bạch Khởi rót một cốc rượu cho Dương Bách Xuyên, hỏi thế nào, chiến giáp đã luyện hóa chưa? Dương Bách Xuyên cảm ơn, cũng may nhờ có đại ca, đã luyện hóa rồi, ta rất thích. Chỉ cần ngươi thích là được, vì huynh cũng không có đồ tốt gì tặng cho ngươi. Bạch Khởi nói. Dương Bách Xuyên vội nói, đại ca nói gì thế, nói ra hổ thẹn làm huynh đệ cũng không có quà cho huynh trưởng. Lại là ngươi tặng ta một bộ chiến giáp trước. Bạch Khởi xua tay nói, giữa huynh đệ chúng ta không nói những cái này nữa.
Tôi uống rượu, đây là rượu hầu nhi đặc sản của tộc Bạch Viên ta đấy. Đại ca chờ lát, ta có quà tặng cho hai đứa. Trong lúc nói, Dương Bách Xuyên đã vung tay xuất hiện 4 quả linh đào mọc ra sau khi thăng cấp bình càn khôn, tổng cộng 9 quả bị hầu đậu đậu ăn vụng mất 1 viên, hắn hái lấy 8 quả, bây giờ lấy ra 4 quả thì còn lại 4 quả. Có qua không có lại là bất lịch sự, đạo lý này tất nhiên Dương Bách Xuyên hiểu. Đại ca Bạch Khởi tặng hắn một bộ chiến giáp, hắn cũng không thể không đáp lễ, hơn nữa nếu hai người đã kết nghĩa, thì càng lên đáp lễ. Mặc dù nói là quà cho hai tiểu Bạch Viên, nhưng Dương Bách Xuyên may hào phóng một lần, lấy ra 4 quả để cả nhà đại ca Bạch Khởi mỗi người 1 quả. Quả linh đào này bây giờ mặc dù Dương Bách Xuyên vẫn chưa tự mình nếm thử, không biết có công hiệu gì. Nhưng hầu đậu đậu ăn vụng 1 quả đã tiến hóa huyết mạch 1 lần, điều này chứng tỏ sau khi ăn vào có tác dụng trợ giúp yêu tộc tiến hóa huyết mạch. Cho nên hắn đã lấy ra 4 quả linh đào để đáp lại cả nhà đại ca. Sau khi Dương Bách Xuyên vung tay, 4 quả linh đào xuất hiện trên bàn, hầu đậu đậu ở bên cạnh lập tức kêu to díu dít, vô cùng kích động. Vèo cái đã giơ tay lên bàn chộp lấy linh đào, rõ ràng hầu đậu đậu biết chỗ tốt của linh đào. Trong lòng Dương Bách Xuyên tức giận, đây để người ngoài nhìn thế nào? Nói linh thú của hắn không được dạy dỗ tốt sao? Đây là sự thất bại của người làm chủ nhân như hắn. Hơn nữa đây là quà của cả nhà đại ca Bạch Khởi. Con khỉ chết tiệt ngu ngốc như mày còn ăn chưa đủ hả? Dương Bách Xuyên lập tức hừ lạnh, lần này ra tay rất nặng, trực tiếp đánh bay hầu đậu đậu ra ngoài. Chi chi! Lúc hầu đậu đậu bay ra ngoài kêu lên một loạt. Bạch Khởi ở bên cạnh lại thay đổi sắc mặt, thái tử điện hạ. Trong lúc nói, cơ thể đang trên chỗ ngồi nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh hầu đậu đậu, cẩn thận đỡ lấy nó. Lúc này mới tránh cho hầu đậu đậu thoát một kiếp bị Dương Bách Xuyên đánh một chưởng dính lên tường. Thân hình hầu đậu đậu nhỏ bé, chiều cao của Bạch Khởi hơn 2 mét gần 3 mét, dáng vẻ đỡ hầu đậu đậu ở trong tay rất khôi hài. Sau đó mặt Bạch Khởi mang theo tuyến đen dẫn hầu đậu đậu trở lại, cười khổ oán trách Dương Bách Xuyên, nói, hiền đệ à, người không thể nể mặt vi huynh mà đối xử tốt với thái tử điện hạ nhà ta chút sao. Ta cũng bắt đầu nghi ngờ điện hạ nhà ta đi theo phải chịu bao nhiêu khổ rồi. Khụ khụ, Dương Bách Xuyên đột nhiên ho, bị đại ca Bạch Khởi nói đúng rồi. Trừ vượng tử ra, giữ con trồn và hầu đậu đậu, mỗi lần hai linh thú gây chuyện, còn bị Dương Bách Xuyên đánh chính là hầu đậu đậu, trước giờ không đánh con trồn. Đại ca à, thực ra hôm nay ta cũng là lần đầu đánh nó, ngươi cũng thấy con này không biết lớn nhỏ, không có quy củ, ăn linh đào của tiểu đệ còn được. Nhưng đây là quà chuẩn bị cho đại ca, tẩu tẩu và hai đứa nhỏ. Ngươi xem thái tử điện hạ ngu ngốc của huynh, không có quy củ quá rồi, không đánh nó không nhớ đời. Dương Bách Xuyên nói rất hùng hồn. Nhưng khóe mắt và khóe miệng của Bạch Khởi lại cứ co giật mãi. Cái đó hiền đệ, nếu đã là quà tặng cho vi huynh, vậy vi huynh cho thái tử điện hạ của ta được không? Bạch Khởi nói. Dương Bách Xuyên trực tiếp trợn trắng mắt, hắn cuối cùng cũng nhìn ra trong mắt Bạch Khởi. Hầu đậu đậu chính là tổ tông, hắn nói, đại ca, huynh hỏi thái tử điện hạ nhà huynh xem linh đào này có công hiệu gì trước, rồi đưa ra quyết định sau nhé. Hơn nữa ta dám nói hai đứa nhỏ sau khi ăn vào sẽ có lợi ích rất lớn. Bạch Khởi nghe Dương Bách Xuyên nói như vậy, lập tức phát ra một loạt thú ngữ với hầu đậu đậu. Hầu đậu đậu cũng gầm gừ nói chuyện với Bạch Khởi. Thấy sắc mặt Bạch Khởi thay đổi, ngay cả Bạch Tố bên cạnh cũng trợn to mắt. Thực ra trong lòng Dương Bách Xuyên chỉ đoán được linh đào có trợ giúp huyết mạch yêu thú, nhưng lại không rõ ràng, còn hầu đậu đậu đã từng ăn vụng, nên biết rõ nhất. Mặc dù nghe không hiểu đối thoại của hầu đậu đậu và Bạch Khởi, nhưng qua sắc mặt của vợ chồng đại ca Bạch Khởi cũng có thể nhìn ra công hiệu của linh quả e là còn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Lát sau, Bạch Khởi nhìn Dương Bách Xuyên, trịnh trọng nói, hiền đệ, những quả này của ngươi quá quý giá, vi huynh không thể nhận. Dương Bách Xuyên trợn mắt nói, đại ca, huynh xem thường ta à? Hay là nói huynh không hề coi ta là huynh đệ? Không không không, hiền đệ đừng hiểu nhầm, vừa rồi vi huynh hỏi thái tử điện hạ nói, linh quả đào của ngươi có thể tăng huyết mạch yêu tộc, cải thiện thể chất, có chức năng tẩy tủy, có lẽ hiền đệ sẽ không hiểu. Yêu thú tẩy tủy có thể tăng huyết mạch cải thiện thể chất, đối với yêu tộc có ý nghĩa như thế nào, dùng công tạo hóa cũng không thể hình dung được. Cho nên vi huynh không dám nhận, thật sự là quá quý giá, bảo vật bậc này hiền đệ nên giữ lại dùng cho mình, bây giờ tu vi của ngươi còn yếu kém,
ở Sơn Hải giới đi lại không hề dễ dàng, ngươi còn phải tìm huynh đệ bằng hữu. Có bảo vật linh quả quý thế này, có thể có tác dụng lớn với ngươi. Bạch Khởi thấy Dương Bách Xuyên tức giận vội vàng giải thích với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe Bạch Khởi nói xong, hoàn toàn là cân nhắc vì mình, một yêu tộc biết rõ ăn linh đào vào thì có thể cải thiện thể chất huyết mạch. Lại có thể chống lại cám dỗ, ngược lại còn vì huynh đệ kết bái là hắn mà cân nhắc, những lời này, nếu không phải là lời nói khách sáo trái lương tâm, là thật sự coi mình là huynh đệ. Mà Dương Bách Xuyên nhìn ánh mắt Bạch Khởi xem Bạch Khởi nói chuyện, không hề có một chút nào là ra vẻ nói dối, đột nhiên cảm thấy cảm động trong lòng, cũng vì bản thân kết bái được một đại ca như thế này mà vui vẻ. Chờ đợi ánh mắt của đại ca Bạch Khởi, Dương Bách Xuyên chân thành nói, đại ca, huynh nghĩ nhiều rồi. Ngươi và ta đã là huynh đệ, là người thân, nói thật, từ nhỏ cha mẹ ta đã rời đi, vốn dĩ không có nhiều huynh đệ, chỉ có một người tên là Lưu Tích Kỳ, vẫn luôn làm bằng hữu với ta đến tận bây giờ, sau này ta sẽ giới thiệu hai người, huynh chỉ cần hỏi hắn một chút là biết ta để ý tình thân hơn cả trời. Chứ đừng nói gì chỉ có bốn quả linh đào, cho dù có là đào thần đào tiên đi nữa, ta cũng nguyện ý chia sẻ với đại ca, không lẽ đại ca đã quên lời thề kết bái của chúng ta rồi sao? Huống chi đại ca còn dùng công 10 năm mới phá được cấm chế chiến giáp đưa tặng cho ta, có thể nói giá trị chiến giáp còn cao hơn cả bốn quả linh đào của ta, không lẽ đại ca muốn ta trả lại chiến giáp cho ta? Hơn nữa ta có một viên quả linh đào dùng hết rồi sẽ lại ra quả. Không cần sợ ăn một quả thiếu một quả, không nói đến những cái khác, lần này coi như xong, ngày sau đại ca không phải khách sáo với ta, nếu không thì huynh đệ chúng ta tuyệt giao. Dương Bách Xuyên nói câu cuối rất nặng. Nhưng Bạch Khởi đường đường là đại hán yêu tộc ngang hàng với cao thủ nhân tộc Kim Đan kỳ đại viên mãn, mắt đã ươn ướt. Bạch Khởi thở dài nức nở nói, trời cao đối xử với Bạch Khởi ta không tệ, kiếp này Bạch Khởi ta có thể kết thành huynh đệ với hiền đệ. Sao lại may mắn đến thế, được, vi huynh không nói nữa, ta nhận lấy linh đào. Vậy mới đúng chứ là huynh đệ nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Dương Bách Xuyên cũng cười. Nhưng Bạch Khởi vẫn chưa nói hết. Lại nghe Bạch Khởi đổi lời nhìn Dương Bách Xuyên nói, hiền đệ, bốn quả linh đào này ba cái để chị dâu và mấy đứa nhóc của ngươi dùng, quả của vi huynh thì cho thái tử điện hạ. Dương Bách Xuyên, đột nhiên câm nín. Coi như hắn đã thấy rõ hoàn toàn chế độ trật tự tôn ti của yêu tộc, đã xâm nhập vào trong linh hồn, Bạch Khởi vậy mà không quên hầu đậu đậu, vị thái tử hai hàng này của nhà bọn họ. Trợn mắt hít một hơi thật sâu, Dương Bách Xuyên giữ tợn chừng mắt nhìn hầu đậu đậu. Trong phút chốc hầu đậu đậu trốn ra sau lưng Bạch Khởi, không dám nhìn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn Bạch Khởi nói luôn, đại ca, huynh cũng là người tu hành lâu ngày, hẳn là hiểu rõ rằng báu vật thượng thừa, chỉ cần đã dùng một lần, thì lần thứ hai dùng thứ tương tự chưa chắc đã có hiệu quả. Hầu đậu đậu cũng chính là thái tử điện hạ của huynh đã ăn một quả rồi, bây giờ cho dù huynh cho hắn ăn một quả nữa, cũng chỉ lãng phí một quả linh đào, không có hiệu quả to lớn gì. Cho nên ta đưa huynh thì huynh cứ dùng đi, về phần hầu đậu đậu không cần quan tâm làm gì, huynh đừng thấy ta đối xử nghiêm khắc với hắn. Thật ra hai hàng trong lòng ta rất quan trọng, ta chưa từng bạc đãi nó bao giờ, có thể nói thái tử của huynh đều được ăn đan dược và thiên tài địa bảo cả rồi, ở chỗ ta chưa đến lượt nó đói. Không nói nữa, tí nữa ta cho hầu đậu đậu một quả linh đào là được, gia đình huynh mau dùng đi, miễn cho linh đào để lâu bị linh khí bào mòn. Dương Bách Xuyên đã nói đến nước này. Bạch Khởi không từ chối nữa, hắn cũng biết Dương Bách Xuyên nói không sai, nhanh chóng dẫn vợ con vào căn phòng bí mật dùng linh đào. Chờ đến khi gia đình vợ chồng Bạch Khởi rời đi rồi, hầu đậu đậu đã có kinh nghiệm, chạy đến lấy lòng Dương Bách Xuyên, vừa bưng linh quả vừa rót rượu cho Dương Bách Xuyên, khiến Dương Bách Xuyên vừa bực mình vừa buồn cười. Mà Tiểu Hòa Thượng và huynh đệ Gia Cát cũng đi đến bên cạnh Dương Bách Xuyên, trước đó vợ chồng Bạch Khởi còn ở đây, ba người bọn họ không dám đi ra. Dù sao vợ chồng Bạch Khởi không khác gì cao thủ nhân tộc Kim Đan kỳ đại viên mãn, ba người bọn họ đứng trước mặt tu vi Kim Đan kỳ, ngồi với nhau cảm thấy rất áp lực. Ba người Tiểu Hòa Thượng đương nhiên cũng nhìn thấy hình ảnh Dương Bách Xuyên tặng cho vợ chồng Bạch Khởi linh đào vừa rồi, cách thật xa vẫn có thể ngửi được mùi trái cây và linh khí khổng lồ từ linh quả. Huynh đệ Gia Cát mặc dù cũng là bằng hữu với Dương Bách Xuyên, nhưng lại không thể thân quen như đồng hương Tiểu Hòa Thượng được, không dám mở miệng hỏi linh đào, cũng không tiện hỏi. Mà Tiểu Hòa Thượng lại không kiêng kỵ như thế,
đi đến bên cạnh Dương Bách Xuyên cười he he nói, lão đại linh quả vừa rồi kia ngươi còn không? Ta cũng muốn nếm thử, he he. Dương Bách Xuyên nhìn Tiểu Hòa Thượng, khẽ cười, trong mắt hắn, Tiểu Hòa Thượng bây giờ chính là người thân duy nhất, dù sao hai người họ đều đến từ địa cầu. Ở Sơn Hải giới chỉ có hai người bọn họ, lại thêm Tiểu Hòa Thượng nhỏ tuổi, Dương Bách Xuyên coi hắn như đệ đệ. Mặc dù linh đào là hắn chuẩn bị để luyện đan, nhưng nếu đã lấy ra cho vợ chồng đại ca Bạch Khởi, không thèm so đo luyện đan hay không luyện đan nữa, cùng lắm thì chờ cây đào kết quả lại là được rồi. Dương Bách Xuyên hắn cũng không phải kẻ nhỏ mọn, trên người còn thừa 4 quả linh đào, nên vung tay lấy ra, nhìn ba người nói, mỗi người một quả, ăn đi để sau này tu luyện, sau này có làm nên trò trống không là ở chính các ngươi. Tiểu Hòa Thượng không để ý nhiều thế, cười ha ha cầm một quả lên nuốt xuống. Ngay sau đó thay đổi sắc mặt, mặt mũi đỏ gay, hiển nhiên là linh đào tan ra trong thể nội, không kịp nói gì với Dương Bách Xuyên, vội vàng đi đến đại điện hẻo lánh nào đó tu luyện. Mà huynh đệ Gia Cát khó xử, đều hiểu linh quả này của Dương Bách Xuyên rất quý giá, Bạch Khởi nói chuyện trước đó đương nhiên bọn họ cũng nghe được, chính là vì biết linh quả của Dương Bách Xuyên quý giá, hai người không dám nhận. Dương Bách Xuyên nhìn huynh đệ Gia Cát nói, Gia Cát Khổng, Gia Cát Minh, chúng ta cùng nhau làm thợ mỏ hơn một năm, mối quan hệ này vô cùng thân thiết, trong lòng Dương Bách Xuyên ta coi hai người là huynh đệ. Đừng ngại mà cứ lấy đi tu luyện thử đi, xem hai người có thể đột phá không. Huynh đệ Gia Cát nghe Dương Bách Xuyên nói như thế, con mắt hai người đều đỏ lên, từ khi gia tộc suy sụp, hai huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau, là lần đầu tiên gặp được người đối xử tốt với bọn họ như Dương Bách Xuyên, nói không cảm động là giả. Lại nói bọn họ cũng chính xác muốn nâng cao tu vi, muốn phục hưng gia tộc Gia Cát, điều đầu tiên là phải có tu vi mạnh mẽ. Gia Cát Khổng trịnh trọng cúi đầu cảm ơn Dương Bách Xuyên, đa tạ Dương đại ca, bọn ta thật sự rất cần nâng cao tu vi. Ân tình của Dương đại ca Gia Cát cả đời không quên, sau này quyết không phụ Dương đại ca. Cảm ơn Dương đại ca Gia Cát Minh cũng vội vàng cảm ơn. Được rồi, nếu đã là huynh đệ thì không nói lời vô nghĩa, đi tu luyện đi. Dương Bách Xuyên cười nói. Sau đó huynh đệ Gia Cát tự mình đi lấy một quả linh đào tu luyện. Lúc này, trong mâm còn thừa lại một quả linh đào cuối cùng, hầu đậu đậu bên cạnh Dương Bách Xuyên con mắt tròn xoe đảo xung quanh. Dáng vẻ định một phát nhét vào mồm, nhưng lại lén nhìn Dương Bách Xuyên cuối cùng vẫn nhìn xuống. Dương Bách Xuyên sao lại không biết tâm tư của hầu đậu đậu, cố ý không nhúc nhích, muốn xem thử đậu hầu hầu có chộp linh đào rồi chạy không hay một phát nuốt xuống. Nhìn một lúc, nếu hầu đậu đậu dám làm vậy, hắn sẽ nhân lúc đại ca Bạch Khởi không có ở đây, thu thập hầu đậu đậu một phen, chờ một lúc sau khi nhìn thấy hầu đậu đậu nhìn xuống, Dương Bách Xuyên cười mắng, coi như hai hàng ngươi thông minh. Khẹt khẹt. Hầu đậu đậu biểu cảm buồn tủi. Được rồi, người còn tuổi thân, nếu là con trồn được ta tin tưởng chắc chắn sẽ không như ngươi không có quy củ, Dương Bách Xuyên nói, trong lúc vô tình nhắc đến con trồn. Nhưng mà hắn không nói được nữa, trong lòng thật sự nhớ đến con trồn. Mà hầu đậu đậu sau khi nghe Dương Bách Xuyên nhắc đến con trồn, ánh mắt mở đi, trong miệng kêu khẹt khẹt, móng vuốt chỉ quả linh đào cuối cùng múa múa tay. Ý là muốn Dương Bách Xuyên để lại quả linh đào cuối cùng này cho con trồn. Dương Bách Xuyên nhìn hầu đậu đậu múa tay, trong lòng rất vui vẻ, ôm hầu đậu đậu vào lòng nói, được, chúng ta để quả linh đào cuối cùng cho con trồn. Ban đầu quả linh đào cuối cùng Dương Bách Xuyên định giữ lại để bản thân dùng, bây giờ lại vung tay lên bỏ vào bình càn khôn một lần nữa, hắn quả thật định để lại cho con trồn. Điêu Nhi, người đâu rồi? Trong lòng Dương Bách Xuyên thì thầm một câu. Mặc dù Dương Bách Xuyên chưa từng ăn linh đào, nhưng hắn có thể đoán được hẳn là bảo vật này có cấp bậc cùng với nước sinh mệnh, thứ tốt thì hắn sẵn lòng chia sẻ với bạn bè. Tất nhiên, kết quả cũng rất rõ rệt. Cho dù là nhà Bạch Khởi hay là Tiểu Hòa Thượng và huynh đệ Gia Cát, thì bọn họ cũng đều biết ơn hắn. Bỏ ra linh đào thu lại tình huynh đệ, rất đáng. Điểm này Dương Bách Xuyên cảm nhận được rất rõ. Kỳ thật, ngẫm lại cũng đúng. Chuyện thế gian, bất kể là người phàm hay là tu chân giả, kết giao bạn bè, bản thân phải bỏ ra trước thì mới có thể nhận lại. Đương nhiên, thu hoạch này có thể không tốt, nhưng ít nhất vẫn phải có. Ôm hầu đậu đậu ở trong ngực đùa giỡn, Dương Bách Xuyên uống rượu một mình, trong lòng đầy tâm tư. Lúc này, anh nghe được một tiếng vang nặng nề,
ngay sau đó hắn cảm nhận được linh khí trong đại sảnh đang hội tụ. Chỉ trong chớp mắt, không ngờ tiểu hòa thượng lại đột phá tu vi. Căn cứ vào dao động của linh khí, hắn có thể cảm nhận được. Tu vi của tiểu hòa thượng cuối cùng cũng đạt tới chuẩn kim đan, nhìn bộ dáng hắn hấp thu linh khí của đất trời, có vẻ như vẫn chưa dừng lại. Trong lòng Dương Bách Xuyên vui mừng, chỉ mong tiểu hòa thượng có thể kết được kim đan, có điều nghĩ lại cũng không khả thi lắm. Kết kim đan cần phải độ thiên kiếp, cần chân khí trong cơ thể đại viên mãn mới có thể dẫn được kim đan thiên kiếp, vượt qua được thiên kiếp sẽ là kim đan đại đạo chân chính. Mặc dù tiểu hòa thượng là võ giả cổ, nhưng sau khi tới Sơn Hải giới đã hiểu rõ kết đan như thế nào. Hắn tu luyện hư cảnh võ cổ có vấn đề, nhưng hiện tại có phương hướng tu luyện, có lẽ kết đan cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đúng lúc này, lại một tiếng nổ vang lên. Là Gia Cát Khổng đột phá theo sau, cũng đạt tới cảnh giới chuẩn kim đan. Tiếng nổ thứ ba đến từ Giả Khổng Minh. Cả ba người họ lần lượt tiến vào cảnh giới chuẩn kim đan. Dương Bách Xuyên cười vui vẻ, thành quả của một viên linh đào chính là ba chuẩn kim đan, hơn nữa khí thế vẫn không ngừng tăng lên. Kết đan chỉ cách bọn họ trong tầm tay. Cho dù là ba người tiểu hòa thượng hay là nhà Bạch Khởi, không thể nghi ngờ bọn họ nhờ có linh đào của Dương Bách Xuyên mà thu được rất nhiều lợi ích, mỗi người đều tiến vào trạng thái tu luyện. Đối với linh đào của mình, Dương Bách Xuyên cũng xem như là hiểu biết đại khái, hắn không tu luyện mà chỉ ngồi uống rượu, đùa giỡn với Hầu Đậu Đậu, vừa ăn linh quả vừa hộ pháp cho mọi người, đợi bọn họ tỉnh lại. Qua một đêm, tiểu hòa thượng và huynh đệ Gia Cát lần lượt thức tỉnh, tu vi của ba người họ đều đạt tới cảnh giới chuẩn kim đan. Trong đó, Gia Cát Khổng chỉ cách chân khí đại viên mãn chỉ một gang tấc, bất cứ lúc nào cũng có thể độ kiếp. Tiểu hòa thượng và Gia Cát Minh thì kém hơn một chút nhưng đều là chuẩn kim đan hậu kỳ, hắn tin rất nhanh thôi, chân khí của bọn họ cũng sẽ đại viên mãn để nghênh đón thiên kiếp, đạt được kim đan đại đạo. Ba người họ đều rất kích động vì tu vi có thể tiến một bước lớn, từng người bước tới cảm tạ Dương Bách Xuyên, bọn họ biết lần này nếu không phải Dương Bách Xuyên lấy ra linh đào, bọn họ muốn chân khí chuẩn kim đan viên mãn, không biết phải cần bao nhiêu thời gian nữa. Không có Dương Bách Xuyên tặng đào thì ba người sẽ không có tu vi như hiện tại. Trong lúc nói chuyện, hai tiếng huýt dài vang lên trong mật thất. Nghe tiếng huýt sáo tràn đầy phấn khích, Dương Bách Xuyên thầm đoán, hẳn là đại ca Bách Khởi và vợ anh ta cũng có gặt hái. Quả nhiên, không bao lâu sau, vợ chồng Bách Khởi bước ra từ mật thất. Khi đại ca Bách Khởi ra khỏi mật thất, Dương Bách Xuyên cảm nhận được khí tức trên người hắn ta có sự thay đổi lớn, bao gồm cả Bạch Tố cũng vậy. Mặc dù hắn không hỏi tu vi của Bạch Tố, nhưng từ khí tức, kỳ thật có thể cảm nhận được, tu vi của Bạch Tố cũng không hề thua kém Bạch Khởi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Bạch Tố cũng là kim đan kỳ đại viên mãn, nói cách khác tu vi của hai vợ chồng họ không chênh lệch bao nhiêu. Mà hiện tại, khí tức trên người hai vợ chồng họ ngày càng nồng đậm, điều này chứng tỏ sau khi dùng linh đào, rất có thể hai người đã đạt tới cảnh giới nguyên anh. Dương Bách Xuyên đứng dậy cười với hai vợ chồng họ, chúc mừng đại ca, đại tẩu đạt tới nguyên anh. Bạch Khởi sau khi nghe được lời chúc mừng của Dương Bách Xuyên, đầu tiên là giật mình, sau đó là đi tới ngồi cạnh Dương Bách Xuyên nói, hiền đệ, yêu tộc chúng ta không có nguyên anh như nhân loại, yêu tộc chỉ có yêu đan, một khi tu vi của yêu tộc đạt tới yêu đan thì sẽ cường mạnh hơn, nói ra thì phải đa tạ bảo vật linh đào của hiền đệ. Để cả nhà chúng ta đều được thu hoạch. Mặc dù chưa thể so sánh với Nguyên Anh, nhưng cũng chỉ kém một bước nữa thôi là có thể đạt tới tứ chuyển yêu đan, đến lúc đó là có thể sánh vai với cảnh giới Nguyên Anh của nhân tộc rồi. Ha ha, Bạch Khởi nói xong liền cười lớn, việc tu vi tăng cao khiến hắn ta rất vui vẻ. Dương Bách Xuyên quả thật là không hiểu về cảnh giới tu luyện của yêu tộc, hắn bèn nói, đại ca có thể nói cho tiểu đệ biết, làm sao để so sánh tu vi của yêu tộc và tu vi của nhân tộc không? Bạch Khởi nhếch miệng nói, so với cảnh giới tu vi của nhân tộc các đệ thì yêu tộc càng trực quan hơn, cũng dễ phân biệt hơn. Yêu tộc tu luyện yêu đạo, tổng cộng có 9 chuyển, mỗi một lần thì màu sắc của yêu đan cũng không giống nhau, vì vậy rất dễ phân biệt. Ví dụ như bắt đầu chuyển thấp nhất, bên trong cơ thể chỉ có yêu khí, nhưng nó có dạng hình tròn tròn, được gọi là ngụy yêu đan. Lúc chuyển thì yêu khí sẽ thành màu trắng sữa. Yêu đan của nhị chuyển sẽ có màu đỏ, cam, lục, lam v.v. thẳng tới cảnh giới yêu đan cửu chuyển,
màu yêu lực chính là màu vàng kim. Sau khi dùng xong linh đào, hiện tại yêu đan của Vi Huynh đã đạt tới cảnh giới điểm giới hạn của tam chuyển yêu đan, chỉ cần một bước nữa thôi là có thể bước vào tứ chuyển, cho nên đệ nhìn xem màu sắc yêu lực của Vi Huynh đang là màu vàng cam, đợi khi nó hoàn toàn biến đổi thành mày vàng, chính là lúc chân chính đạt tới cảnh giới tứ chuyển yêu đan, cũng giống như cảnh giới nguyên anh của nhân tộc các đệ, nhiều nhất không quá một tháng nữa, Vi Huynh chính thức là tứ chuyển yêu đan. Lúc đó ta có thể so sánh với nguyên anh của nhân tộc rồi. Lần này quả thật là phải cảm tạ linh đào của hiền đệ, không chỉ ta, mà tẩu tẩu của ngươi cũng giống như ta, hai đứa trẻ càng ngày càng cứng cỏi, ta tin sau này trưởng thành, tiềm lực của bọn chúng ta cao hơn người làm cha mẹ như chúng ta đây, đa tạ hiền đệ. Bạch Khởi chân thành cảm ơn Dương Bách Xuyên, vợ chồng hai người họ rất vui vẻ, yêu tộc ở cả cái sơn hải giới này, có thể đạt tới tứ chuyển yêu đan không nhiều, đủ để xưng một tiếng cao thủ trong sơn giải giới. Lần này, Dương Bách Xuyên cũng không khách khí với lời cảm tạ của vợ chồng Bạch Khởi, bọn họ cảm ơn vì sự giúp đỡ của hắn, nếu hắn tiếp nhận thì đối phương mới cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng hắn thì lại có chút ngại. Nếu đã cảm ơn xong xuôi, Dương Bách Xuyên đề nghị muốn rời đi. Đại ca, đại tẩu, tiểu đệ còn phải đi tìm những bằng hữu khác, vì vậy hôm nay cáo từ ở đây. Bạch Khởi nghe vậy trầm mặc một lúc rồi nói, Vi Huynh biết hiền đệ là người trọng tình nghĩa. Lo lắng cho bằng hữu thân thích, Vi Huynh cũng không ngăn cản đệ nữa, nếu đã như thế thì Vi Huynh sẽ đi cùng với đệ. Vi Huynh và đại tẩu của đệ cũng là ra ngoài du ngoạn, đây cũng không phải là nhà chúng ta, tộc Bạch Viên nằm ở núi Bạch Viên ở Đại Hoang, cũng đã đến lúc trở về nhà rồi. Thế này đi, hiền đệ muốn đi tới tán tu trần, Vi Huynh liền hộ tống dẫn đường, tiễn các đệ ra khỏi núi Đường Đình. Đại ca, đại tẩu muốn về Đại Hoang, Dương Bách Xuyên giật mình nói. Bạch Khởi gật đầu đáp, Vi Huynh và đại tẩu vốn là rời núi đi tìm cách để đột phá bình cảnh, hiện tại đứa trẻ sắp ra đời, cộng thêm thái tử điện hạ xuất thế, ta cần phải quay trở về Đại Hoang để nói chuyện này cho tộc Khỉ Vượn, đối với tộc của bọn ta thì đây là một chuyện rất lớn. Dương Bách Xuyên không hiểu rõ nội tình của yêu tộc, không biết hầu đậu đậu có ý nghĩa gì với Bạch Khởi, nhưng là huynh đệ với nhau thì lời nên nói hắn vẫn phải nói. Đại ca, mặc dù ta không hiểu tầm quan trọng của hầu đậu đậu với tộc Vượn Trắng của huynh như thế nào, nhưng huynh có gì phân phó thì cứ nói cho ta biết. Hiền đệ yên tâm, huynh đệ ta sẽ còn gặp lại, nếu không phải quan hệ giữa hai bên sơn hải giới và nhân tộc nhạy cảm, vì huynh hy vọng, đệ có thể tới Bạch Viên ở Đại Hoang làm khách. Được, đợi ta tìm được bằng hữu, trước khi rời khỏi sơn hải giới, ta sẽ quay lại tìm đại ca. À đúng rồi, đại ca. Đừng quên giúp ta nghe ngóng Trồn Nhi và Hạ Lộ ở địa bàn yêu tộc. Dương Bách Xuyên nói qua chuyện của Trồn Nhi và Mỹ Nhân Ngư Hạ Lộ cho Bạch Khởi nghe. Hiền đệ yên tâm, việc đầu tiên sau khi Vi Huynh trở về chính là phát động hỏi thăm trong tộc. Cùng ngày hôm đó, bốn người Dương Bách Xuyên và vợ chồng Bạch Khởi cùng rời khỏi núi Đường Đình, có thổ địa sống ở núi Đường Đình hơn 10 năm dẫn đường, chỉ nửa này bọn họ đã đi ra khỏi núi. Lúc tạm biệt. Bạch Khởi nói với Dương Bách Xuyên, hiền đệ, chúng ta chia tay nhau ở đây, thân phận yêu tộc của Vi Huynh bất tiện, không thể tiến vào địa bàn của nhân tộc, vẫn nên là rời khỏi núi rừng trở về với Đại Hoang, các đệ đi dọc theo con đường nhỏ này 100 dặm, phía trước chính là thành tán tu. Nói xong như là nhớ tới điều gì, trong tay Bạch Khởi lóe lên ánh sáng, à đúng rồi hiền đệ, đây là phù thần hồn vạn lý mà ta đã có được ở động Đường Đình, gọi là phù truyền tấn. Nếu như sau này đệ có thể tới Đại Hoang, khi đệ bước vào Đại Hoang chỉ cần thôi động phù truyền tấn này là có thể liên hệ với huynh. Cảm tạ đại ca, Dương Bách Xuyên nhận lấy. Sau đó bọn họ chia thành hai ngả. Sau khi nhìn một nhà Bách Khởi rời đi, Dương Bách Xuyên đưa hầu đậu đậu và ba người tiểu hòa thượng tới thành tán tu. Theo như đại ca Bách Khởi nói, muốn đi tới thành tán tu thì nhất định phải đi qua con đường này, băng qua thung lũng phía trước chính là tầng cấp thấp thành tán tu. Bọn họ sẽ triệt để rời khỏi địa bàn thành Chiêu Giao. Sau khi bốn người họ tới thung lũng, trong lòng Dương Bách Xuyên đột nhiên hốt hoảng, luôn có cảm giác bất an, hắn dừng lại rồi nói, đợi một lát. Lão đại, có chuyện gì vậy? Tiểu Hòa Thượng hỏi. Hình như có gì đó không đúng lắm, thung lũng này có dấu vết của trận pháp, có điểm bất thường, mau quay trở về. Dương Bách Xuyên cẩn thận cảm giác lại, hắn phát hiện linh khí trong không khí có trật tự. Chính là dấu hiệu báo trước của trận pháp. Đang muốn lùi về phía sau, một giọng nữ lạnh như băng vang lên, đúng là nhạy bén,
chẳng trách giết được cả Giản Thành, nếu đã tới đây thì đừng đi, bổn tọa đợi đã lâu rồi. Vẻ mặt bốn người Dương Bách Xuyên lập tức thay đổi, ý của người ta là đã sớm mai phục ở đây rồi, chỉ chờ bọn họ dâng tới cửa thôi. Có thể nhắc tới cái tên Giản Thành, không cần hỏi Dương Bách Xuyên cũng đoán ra được người này hẳn là thành chủ của thành Chiêu Giao Âu Dương Hải Đường. Sau khi Âu Dương Hải Đường dứt lời, Dương Bách Xuyên phát hiện ánh sáng ở thung lũng đang bắt đầu chớp động, hắn biết bà ta đã bắt đầu khởi động trận pháp. Quả nhiên, khi bọn họ lùi về phía sau, cả bốn người đột nhiên chạm vào một bức chắn vô hình. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, năng lượng cường đại trực tiếp cắn trả. Vẻn vẹn chỉ có vậy, bốn người bọn họ đã bị đánh bay. Ầm ầm ầm! Dương Bách Xuyên vẫn còn đỡ, tiểu hòa thượng và huynh đệ Gia Cát trực tiếp phun ra máu. Phục Dương Bách Xuyên hít một hơi lạnh, vừa ra tay đã muốn mạng người khác, hiện tại hắn không biết là trận pháp gì đang nhốt bọn họ lại. Nhưng hắn có thể khẳng định, trận pháp này có thể công kích, khả năng rất lớn là sát trận. Sắc mặt của Dương Bách Xuyên vô cùng khó coi, nếu như thật sự là sát trận, vậy chỉ cần Âu Dương Hải Đường điều khiển đại trận, cả bốn người họ liền treo rồi. Sớm đã nghe nói tu vi của Âu Dương Hải Đường là kim đan kỳ đại viên mãn. Loại nhân vật này đến thao túng đại trận để giết người, thủ đoạn quả thật là rất đáng sợ. Tận đáy lòng của Dương Bách Xuyên, hắn một chút cũng không khuyến khích làm như vậy. Nhưng cho dù thế nào, bảo hắn chịu thua chờ chết là chuyện không thể nào. Tâm khẽ động, kiếm đầu long và giáp nhật nguyệt càn khôn xuất hiện, hắn híp mắt một bên quan sát đại trận để tìm sơ hở, mỗi bên hỏi ba người tiểu hòa thượng, các ngươi thế nào rồi? Phục tiểu hòa thượng nôn ra một ngụm máu tươi rồi đáp, không cần căng thẳng, chỉ là nôn chút máu mà thôi. Bọn ta không sao, huynh đệ Gia Cát cũng tiếp lời. Ba người các ngươi kết thành tam tài trận pháp, tự bảo vệ mình, trận này giống như sát trận, ta sẽ nghĩ biện pháp phá vỡ. Được ba người bọn họ không nói gì, cũng biết vào giờ phút này, bọn họ không giúp đỡ được Dương Bách Xuyên, điều duy nhất có thể làm chính là cố gắng không gây cản trở cho hắn. Hiện tại Dương Bách Xuyên vẫn không hoàn toàn chắc chắn liệu đây có phải là sát trận, vì vậy hắn cần thời gian để kiểm tra và tìm ra và tìm sơ hở của trận. Lúc này hắn phát hiện bốn người hoàn toàn bị bao phủ trong trận pháp hơn 30 mét, không thoát ra được sẽ bị thụ động chịu đòn, cực kỳ bất lợi. Sau khi thôi động chân khí kiếm đầu long, kiếm khí mãnh liệt, Dương Bách Xuyên gầm lên một tiếng, sau đó chém vào trận pháp ở phía trước. Ầm ầm. Kiếm khí huyền hoàng cường đại bổ thẳng lên trận pháp, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc. Một vết rách hiện ra trước mắt. Trong lòng Dương Bách Xuyên vui mừng. Hắn nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài trận pháp, nhìn thấy một người phụ nữ mặc cẩm phục duyên dáng sang trọng, đứng ngoài trận pháp, phía sau bà ta là một loạt trang bị vũ khí. Hắn và bà ta bốn mắt nhìn nhau, Dương Bách Xuyên nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của bà ta, một ánh mắt vô cùng tàn nhẫn và máu lạnh. Trong lòng hắn kinh sợ, hạng người như bà ta nhất định là một loại tâm địa thâm độc, thủ đoạn độc ác vô tình. Vào lúc Dương Bách Xuyên đang nhìn xuyên qua vị trí bị kiếm chém rách, chỉ thấy bà ta cười lạnh, vất tay một cái, trong nháy mắt vết nứt của trận pháp đã liền lại như cũ. Ngay sau đó giọng của bà ta vang lên, Dương Bách Xuyên ngươi ngoan ngoãn giao đá căn nguyên ra cho bổn tọa, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây, nếu không hóa huyết sát khí trận sẽ luyện hóa ngươi thành một bãi nước. Đầu tiên, ngươi giết người của thành Chiêu Giao ta, sau là giết sư đệ Giản Thành của tông môn ta, ngươi nên xuống địa ngục. Dương Bách Xuyên nghe những lời này của bà ta, hắn càng thêm chắc chắn. Đây chính là thành chủ thành Chiêu Giao Âu Dương Hải Đường. Hắn cũng nghe được thứ đang giam nhốt bốn người họ thực ra là hóa huyết sát khí trận, trong lòng hắn lập tức choáng váng, trong truyền thừa của lão đầu có giới thiệu hàng trăm nghìn trận pháp, trong đó cũng có hóa huyết sát khí trận. Hóa huyết sát khí chính là trận pháp tà đạo, trận pháp này dùng chính người sống để hiến tế, dùng nguyên khí để ngưng tụ sát khí trong thiên địa, kết hợp với núi non địa thế, hơn nữa cộng thêm cả người bày tra trận pháp này thúc dục. Trong trận sẽ không ngừng xuất hiện oán khí biến thành sát khí, ảnh hưởng tới tâm thần và chân khí, cuối cùng sẽ thật sự bị luyện hóa thành một vũng máu. Loại oán khí và tà khí ở trận pháp thông thiên là khó chơi nhất, muốn giải phá bỏ, trừ khi tu vi của Dương Bách Xuyên phải cao hơn người bày binh bố trận, nếu không sẽ chẳng có cách nào khác. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh trên trán Dương Bách Xuyên cũng ứa ra, nếu như để hắn chính diện đối kháng,
cho dù tu vi của Âu Dương Hải Đường là kim đan kỳ đại viên mãn, thì hắn cũng không sợ mà đánh một trận, nhưng lại bị bà ta trực tiếp nhốt vào trong trận pháp tà ác này, Dương Bách Xuyên có chút bó tay. Có điều, hắn sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy. Dương Bách Xuyên trầm giọng nói, bà chính là thành chủ thành Chiêu Giao Âu Dương Hải Đường. Biết còn hỏi, một là giao đá căn nguyên ra, bổn tọa sẽ cho ngươi toàn thây, ngươi phải biết đá căn nguyên vốn dĩ không phải là của ngươi, đây là bảo vật linh quảng của thành Chiêu Diêu ta. U Dương Hải Đường rốt cuộc cũng xem như là thừa nhận thân phận của mình. Trong đầu Dương Bách Xuyên lóe lên ý nghĩ, muốn kéo dài thời gian trước để nghĩ biện pháp giải quyết, vì vậy hắn tiếp tục nói, thành chủ Âu Dương Hải Đường, bà đây là không đúng rồi, nếu nói thì phải nhắc tới bà hoặc là thủ hạ của bà không thèm cần biết đúng sai gì mà bắt ta trước. Sau đó đưa ta và bằng hữu tới quặng mỏ để đi đào đá, bà nói xem có phải là ta bị oan hay không. Đào được đá căn nguyên là cơ duyên của ta, xem như đền bù cho thời gian đào hơn một năm của ta. Hơn nữa, đá căn nguyên đã bị ta luyện hóa hấp thụ rồi, bây giờ bà có muốn thì ta cũng không lấy ra được. Hay là thế này, bà thả chúng ta ra, ta có thể dùng thứ khác để bồi thường, thế nào? Như vậy tính ra thì ta vẫn chịu thiệt, đúng không? Hay cho một tiểu bối miệng mồm lanh lợi, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ tin ngươi hay sao? Khoan hãng nói tới chuyện đá căn nguyên, chỉ riêng giết Giản Thành thôi cũng đủ cho ngươi chết cả vạn lần rồi. Ngươi có biết Giản Thành là cháu trai của trưởng lão Âm Dương Tông không? Ngươi giết Giản Thành khiến bổn tọa rất bị động. Hơn nữa ta đã đợi đám tiểu tử ngươi nhiều ngày rồi. Hôm nay ngươi chỉ có duy nhất hai con đường, một là giao đá căn nguyên ra, bổn tọa sẽ cho ngươi được chết toàn thây, để bớt phải chịu khổ sở. Hay là sau khi luyện hóa ngươi thì đá căn nguyên sẽ vẫn thuộc về ta, hơn nữa bổn tọa sẽ câu thần hồn của ngươi rồi giao cho trưởng lão Âm Dương Tông để tiểu tử ngươi phải chịu đựng muôn đời nổi khổ lấy thần hồn để thắp sáng thiên đăng, tức thời thì tự mình quyết định. Hoặc là ngươi cho rằng không cần dùng đại trận để đối phó với ngươi. Bổn tọa đường đường là tu vi kim đan kỳ đại viên mãn, chẳng nhẽ còn không thu thập nổi một tiểu bối vừa mới vượt qua kim đan thiên khiếp như ngươi. Không nói tới bổn tọa chẳng buồn động thủ với tiểu bối như ngươi, phía sau ta còn có hai đại tướng tu vi kim đan hậu kỳ, cả trăm thị vệ kim đan trung kỳ. Lẽ nào còn không xử được ngươi? Bổn tọa bày ra trận pháp này chính là vì không muốn lãng phí thời gian mà thôi, được rồi, bổn tọa thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, cho ngươi thời gian ba hơi thở giao đá căn nguyên ra đây, nếu không đại trận khởi động, bổn tọa lập tức luyện hóa ngươi thành vũng máu. Theo lời của Âu Dương Hải Đường, bà ta hoàn toàn không coi Dương Bách Xuyên ra gì. Lần này nếu không phải cái chết của Giản Thành, khiến trưởng lão của Âm Dương Tông đích thân tới truy hỏi bà ta cũng sẽ không tự mình tới đuổi bắt Dương Bách Xuyên. Căn cứ theo phán đoán cả đoàn Dương Bách Xuyên tiến vào núi Đường Đình, chính là muốn đi về thành Tán Tu, bởi vì chỉ có thành Tán Tu là thành Chiêu Giao không quản được, khi đó thành trì sẽ rất hỗn loạn, mà thung lũng này là con đường duy nhất để đi tới thành Tán Tu, quả nhiên là chờ được tới lúc Dương Bách Xuyên đến. Bà ta cũng là đệ tử của Âm Dương Tông, đương nhiên biết cơn tức giận của trưởng lão, mặc dù Âu Dương Hải Đường không sợ Giản trưởng lão, nhưng cũng không muốn gây xích mích. Dù sao thì Giản Thành cũng vì đuổi bắt Dương Bách Xuyên cho bà ta mà mới bị giết. Vì thế, bà ta đã cho Giản trưởng lão một hứa hẹn, Âu Dương Hải Đường biết, lần này nếu không phải sư phụ bà ta ở Âm Dương Tông chu toàn, Giản trưởng lão đã sớm tới thành Chiêu Giao thu thập bà ta rồi. Dương Bách Xuyên nghe Âu Dương Hải Đường nói như vậy, hắn biết hôm nay mình không thể lương thiện được nữa rồi, hắn lạnh giọng mắng một cách dứt khoát, Âu Dương Hải Đường, tốt nhất là bà đừng để cho ta có cơ hội ra ngoài, nếu hôm nay tiểu gia thoát ra được, ta nhất định sẽ lột sạch quần áo của bà rồi bán vào lầu xanh. Láo xược. U Dương Hải Đường giận dữ, hai tay vung lên phóng ra hai luồng chân khí, khởi động đại trận. Bên trong đại trận lập tức tràn đầy sát khí. Một cỗ khí thức mùi xác chết và máu xuất hiện trong trận pháp, trực tiếp chui vào bên trong cơ thể bọn họ. A! À, tiểu hòa thượng lập tức kêu thảm. Dương Bách Xuyên vừa quay đầu đã nhìn thấy trận pháp tam tài của tiểu hòa thượng và huynh đệ Gia Cát, sau khi huyết sát xuất hiện thì sụp đổ trong chốc lát, kêu lên một tiếng thê thảm. Lắc mình một cái, hắn vội vàng phất tay thi triển chân khí, bao phủ cả ba người họ ở bên trong, xem như là bảo vệ sự an toàn. Mà giáp nhật nguyệt càn khôn trên người hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngược lại có thể chống lại sự cắn nuốt của huyết sát. Huyết tà sẽ gây ra sát thương rất lớn cho chân khí, đơn giản chính là như nước với lửa.
A thấy ngươi có thể chống chọi lâu như vậy. Âu Dương Hải Đường đứng bên ngoài hừ lạnh, bà ta không ngừng gia tăng trận pháp. Trong lòng Dương Bách Xuyên khổ sở, quả thực hắn đã vội vàng dùng chân khí để bảo vệ cho ba người tiểu hòa thượng chống lại huyết sát, trong thời gian ngắn thì vẫn còn có thể, nhưng nếu kéo dài, sớm muộn gì thì chân khí của hắn sẽ bị cạn kiệt, đến lúc đó thì ngay cả bản thân hắn cũng xong đời. Nhưng tạm thời hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể chống đỡ trước. Chấm chấm chấm. Sâu trong núi Đường Đình, vợ chồng Bạch Khởi đi lại trong rừng, bọn họ nói chuyện với nhau. Phu nhân, ta cảm thấy chúng ta nên mang Thái tử Điện Hạ quay về, đột nhiên ta nhớ tới, tộc Phượng chúng ta có thông tí viên hầu hoàng truyền thừa, nếu Thái tử đã xuất hiện, dòng máu thuần khiết của Thái tử có thể tiến vào tổ địa để lấy truyền thừa Ngô Hoàng rồi, Bạch Khởi nói. Phu quân nói cũng có lý, nhưng không biết tiểu đệ Dương Bách Xuyên có đồng ý hay không, để chúng ta mang Thái tử Điện Hạ đi. Bạch Tố nói. Ta tin hiền đệ sẽ đồng ý thôi, Bạch Khởi nói. Bạch Tố, hay là thế này, chúng ta đuổi theo Dương Bách Xuyên, ta tin lúc này bọn họ vẫn còn chưa đi xa, có thể đuổi kịp. Dương Bách Xuyên, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao đá căn nguyên ra đây. Bên ngoài đại trận, U Dương Hải Đường lạnh lùng uy hiếp Dương Bách Xuyên. Bên trong trận pháp, Dương Bách Xuyên chật vật chống đỡ. Mặc dù hắn có chân khí càn khôn nhưng cũng phải gian nan chống đỡ sức mạnh của huyết sát. Đương nhiên mấu chốt là ở bên trong trận pháp, tiên thiên bị áp chế. Hơn nữa hắn còn phải bảo vệ ba người tiểu hòa thượng, vì vậy hắn chống đỡ rất vất vả. Thấy U Dương Hải Đường không chịu từ bỏ ý đồ, Dương Bách Xuyên cười khẩy, người có bản lĩnh thì luyện hóa ta trước rồi hắng gáy. Âu Dương Hải Đường híp mắt quát, người vội vàng tìm chết như vậy thì bản tọa cho ngươi toại nguyện. Bà ta nói xong, pháp quyết trở nên nhanh hơn. Tức thì khí huyết sát trong sát trận càng dày hơn, rốt cuộc mặt Dương Bách Xuyên cũng biến sắc. Vốn dĩ hắn chống đỡ đã gian nan lắm rồi, vậy mà bây giờ hắn cảm nhận rõ sát khí ngút trời, ngay cả chân khí trong cơ thể cũng cạn kiệt. Lão đại hãy gỡ bỏ lớp bảo vệ của chúng ta rồi nghĩ cách chạy trốn đi. Tiểu hòa thượng không nhịn được lên tiếng, hắn biết Dương Bách Xuyên sắp không chống đỡ được nữa. Dương đại ca đi đi, chúng ta không trách huynh, có lẽ đây là số mệnh của chúng ta. Lúc này Gia Cát Khổng cũng lên tiếng, hắn tin tưởng với thủ đoạn của Dương Bách Xuyên, nếu không cần bảo vệ ba người họ thì đối phương có cơ hội phá trận chạy trốn. Mà hiện tại Dương Bách Xuyên bị ba người họ liên lụy, chẳng may không chống đỡ được nữa thì cuối cùng cả bốn người sẽ mất mạng. Phụt! Dương Bách Xuyên phun ra một ngụm máu, tiếp tục thúc giục chân khí duy trì lớp bảo vệ cho ba người kia. Sau đó nhếch môi nói linh tinh gì thế, số mệnh chó má gì, tu chân vốn là chống lại số mệnh, sao có thể cam chịu. Yên tâm đi, ta vẫn còn hậu chiêu. Hắn nói vậy thôi, chứ nào có hậu chiêu gì. Nếu có thì chính là sư phụ Vân Thiên Tà, song Dương Bách Xuyên không biết sức mạnh thần hồn của sư phụ có thể phá trận pháp này hay không. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng không muốn bỏ lại ba người tiểu hòa thượng. Ở phương diện bạn bè. Hắn từng trơ mắt nhìn chị Mai mất mạng. Tình huống hiện tại rất giống tình cảnh của hắn và chị Mai ở hầm mỏ. Điểm khác biệt là lúc đó hắn được bình càn khôn tự động hút vào không gian càn khôn, còn chị Mai thì bị nổ chết. Hiện tại hắn cũng có thể tiến vào không gian bình càn khôn, nhưng làm vậy tức là bỏ rơi ba người kia. Chưa đến bước đường cùng thì Dương Bách Xuyên không muốn bỏ lại ba người tiểu hòa thượng, trốn vào không gian bình càn khôn một mình. Hắn hận nhất là bình càn khôn chỉ cho chủ nhân là hắn và linh thú của hắn tiến vào bên trong, người ngoài thì không được. Nếu không, hắn có thể đưa ba người tiểu hòa thượng vào trong bình càn khôn. Trước đó hắn đã thu hầu đậu đậu vào trong bình càn khôn, nhưng không thể đưa ba người tiểu hòa thượng vào. Thật đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ có thể chống đỡ. Bất kể ra sao, chưa đến thời khắc cuối cùng thì hắn sẽ không từ bỏ. Lúc này hắn chuẩn bị gọi sư phụ ra, mặc dù Dương Bách Xuyên từng nói sẽ không dựa dẫm vào sư phụ, nhưng tình thế ngặt nghèo, hắn không còn cách nào khác ngoài tìm sư phụ nghĩ cách. Khi Dương Bách Xuyên định lên tiếng gọi sư phụ Vân Thiên Tà, đại trận đột nhiên chấn động. Rầm. Cùng với sự chấn động dữ dội của đại trận, một tiếng hét dài vang lên, gừ. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng hét này, toàn thân chợt run lên. Là đại ca. Dương Bách Xuyên lập tức mừng rỡ, tuy hắn không nhìn thấy tình hình bên ngoài,
nhưng vẫn nhận ra giọng của đại ca Bạch Khởi. Quả nhiên một giây sau, hắn nghe thấy tiếng quát vang dội của đại ca Bạch Khởi, thật to gan, dám hại huynh đệ của ta, đúng là tự tìm đường chết. Sau đó, Bạch Khởi lại hô lên, hiền đệ cố chống đỡ, vi huynh sẽ phá cái mai rùa đen này. Đại ca, đệ không sao. Dương Bách Xuyên vui vẻ đáp lời, hắn không ngờ đại ca Bạch Khởi đã đi rồi còn quay lại. Cuối cùng thì bây giờ hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Yêu thú, nghiệt xúc, ngươi dám. Lúc này Dương Bách Xuyên nghe thấy giọng nói lạnh như băng của U Dương Hải Đường. Hừ, phá cho ta, Bạch Khởi lạnh lùng hừ mũi. Tiếp đó, Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng vang rung trời. Rầm rầm rầm. Một giây sau cả đại trận chấn động lần thứ hai, sau đó vỡ nát, huyết sát tan biến. Đại trận bị phá rồi. Dương Bách Xuyên gỡ bỏ lớp bảo vệ của ba người tiểu hòa thượng, rốt cuộc cũng thở phào. Hắn ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là đại ca Bạch Khởi quanh người tỏa ra dược lực, lơ lửng trên đại trận. Hiền đệ, mọi người có sao không? Bạch Khởi hỏi. Làm phiền đại ca rồi, bọn đệ không sao. Dương Bách Xuyên vội vàng trả lời. Bạch Khởi gật đầu với hắn rồi nhìn ra đằng xa, đồng thời nói, phu nhân, nàng bảo vệ hiền đệ, giao mấy tên khốn này cho vi phu đối phó. Phu quân cẩn thận nhé. Dương Bách Xuyên thấy Bạch Tố Bế hai bé vượn trắng đang đấu với U Dương Hải Đường. Chắc là do hai đứa trẻ nên nàng hơi bó tay bó chân. Nghe phu quân nói vậy, nàng lập tức rút lui, bay đến trước mặt bốn người Dương Bách Xuyên. Thoát cái Bạch Khởi đã xuất hiện trước mặt U Dương Hải Đường. Hắn ta không cần pháp khí gì hết, trực tiếp vung nắm đấm đấu với U Dương Hải Đường. Tu vi của hai người đều là kim đan kỳ đại viên mãn, nhưng bởi vì Bạch Khởi đã ăn linh đào của Dương Bách Xuyên nên cảnh giới tu vi mạnh hơn U Dương Hải Đường một bậc, hơn nữa yêu tộc vốn đã có yêu thân mạnh mẽ. Trong trận đánh, U Dương Hải Đường liên tục lùi về phía sau, không dám cứng trọi cứng với Bạch Khởi, nhanh chóng rơi vào thế yếu. Bà ta chém một kiếm về phía Bạch Khởi rồi cấp tốc lùi đến trước thân binh của mình, hừ lạnh nói kết trận trừ yêu. Ngay sau đó, 100 thân binh phía sau U Dương Hải Đường nhanh chóng bao vây Bạch Khởi, tạo thành một trận pháp hình mai hoa. Trên người ai nấy đều tỏa ra chân khí mạnh mẽ, thậm chí còn mở ra lĩnh vực kim đan. Lĩnh vực kim đan của 100 thân binh chồng lên nhau, hình thành một sức mạnh khổng lồ. Tiếp đó, U Dương Hải Đường vung tay. Ba tướng quân kim đan hậu kỳ bay lên, phối hợp với bà ta cùng bao vây Bạch Khởi. Bên trong có 4 cao thủ, bên ngoài có hàng trăm thân binh bày đại trận, Bạch Khởi bị vây vào giữa. U Dương Hải Đường cười gằn nhìn Bạch Khởi, đây là trận pháp trừ yêu mạnh mẽ, bản tọa chống mắt nhìn coi con xúc sinh nhà ngươi chết như thế nào. Ha ha ha, Bạch Khởi cười điên cuồng, cực kỳ khí phách, thành chủ thành chiêu giao U Dương Hải Đường, ta từng nghe nói về ngươi. Chỉ là tu vi kim đan kỳ đại viên mãn mà thôi. Nếu gặp phải trận pháp này trước ngày hôm nay thì ta còn e sợ vài phần, nhưng bây giờ thì khác. Trận pháp của nhân tộc mà thôi, xem ta phá trận đây. Ta sẽ giết ngươi để xả giận cho huynh đệ của ta. Sau khi hùng hồn nói xong, Bạch Khởi hét dài, hú hú hú. Cơ thể Bạch Khởi đột nhiên biến to, toàn thân tỏa ra yêu khí màu vàng. Hắn ta vung hai tay. 5-6 thân binh cản phía trước lập tức bay ra ngoài. Sau đó, Bạch Khởi bay thẳng tới chỗ U Dương Hải Đường. U Dương Hải Đường biến sắc, thốt lên đầy kinh ngạc, tứ chuyển yêu khí tương đương Nguyên Anh. Ngươi, không đúng, là cảnh giới bán Nguyên Anh. Chúng ta vẫn có cơ hội giết con xúc sinh này, giết cho ta. Kiếm khí trong tay U Dương Hải Đường lia ngang lia dọc, cộng thêm 3 tướng quân kim đan hậu kỳ hỗ trợ và trận pháp thân binh ở bên ngoài phối hợp. Nhất thời Bạch Khởi không thể xông đến trước mặt U Dương Hải Đường, trái lại còn bị áp chế. Ở đằng xa, Bạch Tố đưa hai bé vượn trắng cho Dương Bách Xuyên và nói, Bách Xuyên chăm có cho chúng nhé, ta đi giúp phu quân. Dương Bách Xuyên vốn đã ôm một bụng tức, giờ lại thấy đại ca Bạch Khởi một mình chiến đấu với mấy trăm kim đan, trong lòng cũng nhiệt huyết sôi trào. Bạch Tố giao con cho hắn, hắn không đón lấy mà nói, tẩu tẩu à, trẻ con quan trọng hơn. Tẩu hãy bảo vệ hai đứa bé và đám tiểu hòa thượng, để đi giúp đại ca. Thấy Bạch Tố còn muốn lên tiếng, Dương Bách Xuyên chặn lời nàng, tẩu cứ yên tâm, tiểu đệ còn có bộ chiến giáp này. Đệ đã từng nói gặp chiến không lùi, không sợ. Nói xong Dương Bách Xuyên không cho Bạch Tố cơ hội lên tiếng,
lập tức sử dụng chỉ xích thiên nhai công, một giây sau đã xông tới trận pháp thân binh, vung kiếm đổ long chém một nhát. Chém. Ầm. Dương Bách Xuyên dốc toàn lực vào một nhát kiếm này, tức thì bảy tên thân binh mất mạng trong tiếng kêu gào thảm thiết. Trích Tinh, Lao Nguyệt, Thâu Thiên, chết đi. Sau đó, Dương Bách Xuyên sử dụng liên tiếp ba chiêu thần thông thủ cốt. Ầm ầm ầm. Ba chiêu thần thông vừa ra, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, bụi đất mù trời, một đám thân binh mất mạng, trận pháp bị Dương Bách Xuyên phá ra một lỗ thủng lớn. Tiếp theo, hắn lao vào trong, đồng thời hô to với Bạch Khởi, đại ca, chúng ta cùng giết địch. U Dương Hải Đường thấy Dương Bách Xuyên sử dụng ba chiêu thần thông thủ cốt, sắc mặt trở nên khó coi. Trong mắt U Dương Hải Đường, tuy Dương Bách Xuyên chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ nhưng sức mạnh của ba chiêu thần thông vừa rồi đã vượt qua thực lực của người tu chân kim đan hậu kỳ. U Dương Hải Đường híp mắt lại, lẩm bẩm trong lòng, không thể giữ lại kẻ này, nếu không sẽ thành mầm họa trong tương lai. Nghĩ tới đây, U Dương Hải Đường nói với một tên tướng quân bên cạnh, giết hắn đi. Còn bản thân bà ta thì tiếp tục đánh với Bạch Khởi. Bạch Khởi bị U Dương Hải Đường và ba tên kim đan hậu kỳ tấn công, lại thêm thân binh xung quanh không ngừng vây công, cho dù yêu lực của hắn ta mạnh ngang trời thì cũng hơi áp lực, đối phó rất mệt mỏi. Hắn ta đã coi thường người tu chân của nhân tộc, cho rằng trong tình huống cùng cảnh giới thì nhân tộc không phải là đối thủ của yêu tộc, huống chi hắn ta sắp bước vào cảnh giới tương đương với cảnh giới nguyên anh của nhân tộc. Ai dè bản thân vẫn bị người ta áp chế, tất nhiên ít khó thắng nhiều cũng là một nhân tố. Nhưng nguyên nhân cũng là do hắn ta khinh địch. Hay nói chính xác hơn là hắn ta không ngờ người tu chân của nhân tộc lại nhiều thủ đoạn như thế, đa dạng hơn thủ đoạn của yêu tộc rất nhiều. Xét về chiến đấu, yêu tộc dùng nắm đấm là chính, tính tình ngay thẳng. Trong khi nhân tộc có thể lợi dụng mọi thứ trong chiến đấu, ví dụ như môi trường xung quanh, pháp thuật của bản thân, nhân số phe mình, đều nằm trong phạm vi có thể lợi dụng. Như vậy tổng hợp các yếu tố, không thể nói là yêu tộc vô địch trong cùng cảnh giới. Bây giờ Bạch Khởi đã hiểu ra cách nói trong cùng cấp bậc, yêu tộc mạnh hơn nhân tộc chỉ là vớ vẩn. Nếu đúng là như thế thì Sơn Hải giới phải là thiên hạ của yêu tộc chứ không phải nhân tộc. Hiện tại yêu tộc bị con người dồn ép, ở trong đại hoang không dám ra ngoài, còn nhân tộc thì tung hoành Sơn Hải giới. Đương nhiên Bạch Khởi cũng biết nếu như lúc này mình hoàn toàn đạt đến cảnh giới tứ chuyển yêu đan thì tình thế sẽ khác. Hắn ta có thể giết đám người U Dương Hải Đường dễ như trở bàn tay. Tuy hắn ta đã chạm tới ngưỡng cửa tứ chuyển yêu đan, nhưng dù sao vẫn thiếu một bước. Mặc dù Bạch Khởi không thể giết U Dương Hải Đường trong thời gian ngắn, nhưng hắn ta tin rằng mình có thể làm đối phương trọng thương. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên xông vào trận pháp khiến Bạch Khởi rất căng thẳng. Bởi vì suy cho cùng Dương Bách Xuyên cũng chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ. Mà trong trận pháp không chỉ có hàng trăm thân binh với tu vi thấp nhất cũng là kim đan sơ kỳ, còn có U Dương Hải Đường là kim đan đại viên mãn, ba tướng quân bên cạnh bà ta đều là kim đan hậu kỳ. Dương Bách Xuyên xông tới dọa Bạch Khởi sợ hết hồn, cũng chính vì phân tâm nên hắn ta bị U Dương Hải Đường đâm một nhát vào ngực, để lại vết thương sâu tận xương. Hiền đệ hồ đồ, đệ ra ngoài cho tẩu tẩu vào đây. Bạch Khởi vẫn lo lắng Dương Bách Xuyên không phải là đối thủ của U Dương Hải Đường. Cùng lúc đó, tướng quân dưới trướng U Dương Hải Đường sắp tấn công Dương Bách Xuyên. Gừ. Bạch Khởi giận dữ gầm lên, trước ngực chảy máu ròng ròng nhưng hắn ta làm lơ, đánh một tia yêu khí về phía tên tướng quân sau lưng Dương Bách Xuyên. Hừ. U Dương Hải Đường không phải bình hoa, một người phụ nữ như bà ta có thể lên chức thành chủ một thành không chỉ nhờ tu vi mạnh mẽ, mà còn do thủ đoạn, tầm nhìn và tâm tư cao minh. Bà ta hóa giải đòn tấn công của Bạch Khởi trong nháy mắt, vung kiếm không cho đối phương đến gần Dương Bách Xuyên. Bà ta biết rằng một khi Bạch Khởi đến gần Dương Bách Xuyên thì muốn giết Dương Bách Xuyên càng khó hơn. Hôm nay bà ta phải lấy mạng Dương Bách Xuyên bằng mọi giá để dễ bề ăn nói với giản trưởng lão của tông môn. Dương Bách Xuyên thấy đại ca Bạch Khởi bị thương ở ngực, hai mắt đã đỏ ngầu. Đương nhiên là hắn biết tại mình nên đại ca mới phân tâm. Hắn lập tức hét to, đại ca không cần phải lo cho đệ, huynh đệ chúng ta cứ tập trung giết địch là được. Đệ chẳng thèm để mấy tên dâu ria này vào mắt, đại ca cứ lo giết địch đi, nhớ phải giúp đệ lột sạch U Dương Hải Đường cho bà ta xấu mặt, đây là lời cam kết của ta dành cho thành chủ U Dương lúc trước,
ha ha ha. Dương Bách Xuyên cố ý nói bằng giọng điệu thoải mái bông đùa, thật ra là để tạo bầu không khí cho đại ca Bạch Khởi có thêm tự tin, đừng phân tâm vì mình. Quả nhiên Bạch Khởi nghe thấy lời nói tinh nghịch của hắn thì thoáng sửng sốt, sau đó cất tiếng cười to. Đúng là lúc này Bạch Khởi đã yên tâm hơn nhiều. Sau khi bình tĩnh lại, hắn ta nghĩ Dương Bách Xuyên là chủ nhân của Thái tử Điện Hạ, tùy tiện phất tay cũng có thể lấy ra báu vật thiên địa như linh đào, như vậy sao có thể là người đơn giản. Bạch Khởi không suy nghĩ lung tung nữa, lớn tiếng nói, được, Vi Huynh đồng ý với yêu cầu của đệ, hãy xem hôm nay Vi Huynh lột sạch Âu Dương Hải Đường để báo thù xả giận cho đệ. Đoạn đối thoại giữa hai người làm cho Âu Dương Hải Đường tức run người, buông lời mắng mỏ, một con vượn trắng xúc sinh, một thằng nhãi miệng còn hôi sữa, hôm nay bản tọa phải chém các người thành nghìn mảnh. Giết! Ha ha ha, bà già kia chiến đi, hôm nay ai chết còn chưa chắc. Dương Bách Xuyên ở đằng xa cất tiếng cười to để chọc giận Âu Dương Hải Đường. Chỉ có chọc giận bà ta thì bà ta mới để lộ sơ hở, tạo cơ hội cho đại ca tấn công. Thật ra tên họ Dương nào đó cảm thấy Âu Dương Hải Đường không già chút nào, bề ngoài cũng chỉ hơn 20 tuổi, trông rất quyến rũ. Chẳng qua là hắn cố ý gọi đối phương là bà già mà thôi. Hai bên cãi nhau, Âu Dương Hải Đường nổi trận lôi đình, bắt đầu điên cuồng chém giết Bạch Khởi. Bên phía Dương Bách Xuyên, tên tướng quân trung niên kim đan hậu kỳ kia đúng lúc xông tới, tay cầm thanh đao to bự có chân khí bao quanh. Gã bay lên rồi chém một nhát xuống Dương Bách Xuyên. Đến đúng lúc lắm. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm một câu, chẳng những không lùi lại mà còn tiến lên. Tay trái cầm kiếm đồ long, chân khí thôi động kiếm khí huyền hoàng, tay phải ra chiêu trích tinh thủ, hai tay cùng xuất khích, hoàn toàn là lấy cứng chọi cứng. Hắn không phải kẻ sốc nổi. Trong lòng nắm chắc mấy phần nên mới dám liều. Lúc trước không có giáp nhật nguyệt càn khôn, hắn còn giết được giản thành tu vi kim đan trung kỳ đỉnh phong. Bây giờ mặc giáp nhật nguyệt càn khôn có thêm 3 phần phòng thân và 3 phần tốc độ tăng, hắn không tin mình không đỡ nổi công kích của kim đan hậu kỳ. Keng! Đao kiếm đụng độ, phát ra âm thanh chói tai. Trích tinh thủ chộp trúng đầu của tướng quân trung niên, tung ra một quyền tràn đầy chân khí. Bộp! Lấy cứng trọi cứng, đòn tấn công của hai bên tạo ra sóng linh khí mạnh mẽ, hất văng một đám thân binh xung quanh. Dương Bách Xuyên lùi lại 5-6 bước mới dừng lại. Còn tướng quân trung niên thì lùi về sau 3 bước. Chân khí mạnh quá, xem ra đấu tu vi không ổn. Dương Bách Xuyên đưa ra phán đoán, thầm thở dài trong lòng. Trung quy tu vi kim đan sơ kỳ của hắn vẫn kém kim đan hậu kỳ. May mà trên người có giáp nhật nguyệt càn khôn. Nếu không thì vừa rồi hắn phải chịu thiệt. Giết! Lúc này, tướng quân trung niên giận dữ hét lên một chữ giết, thân binh xung quanh đều phối hợp với gã tấn công Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên híp mắt lại, thầm nói trong lòng, mặc dù tu vi thua kém, nhưng không phải chênh lệch quá nhiều. So về chân khí thì ta không bì được với ngươi, chẳng lẽ có thêm thân pháp chỉ xích thiên nhai công và 3 phần tốc độ của chiến ủng, ta vẫn không làm gì được ngươi. Đối diện với tướng quân trung niên và thân binh nhào tới từ 4 phương 8 hướng, Dương Bách Xuyên dậm chân, nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ thiểm điện bộ, sau đó dồn chân khí lên chiến ủng. Một giây sau, Dương Bách Xuyên vèo một cái đã biến mất trong tầm mắt của tướng quân trung niên và thân binh. Trong lòng tướng quân trung niên dấy lên dự cảm không lành, bản năng cảm nhận được nguy hiểm ập đến, gã lập tức lùi về sau không chút do dự. Khoảnh khắc ấy, một thứ lạnh lẽo xẹt qua cổ gã. Tướng quân trung niên đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, mụ nội nó nguy hiểm thật, suýt thì bay đầu. Sao tốc độ của thằng nhãi này nhanh thế nhỉ? Thần thông chăng? Nhất định là thần thông. Trong lúc tướng quân trung niên đổ mồ hôi lạnh trong lòng, Dương Bách Xuyên cũng thấy nuối tiếc. Suýt thì hắn giết được tướng quân trung niên rồi, tiếc là đối phương phản ứng nhanh. Không giết được tướng quân trung niên kim đan hậu kỳ, lẽ nào mình còn không giết được mấy thân binh kim đan sơ kỳ? Dương Bách Xuyên thầm lẩm bẩm, đồng thời dồn chân khí vào thanh kiếm trong tay, kiếm khí lạnh lẽo bùng phát. Dưới chân vận chuyển tầng 2 thiểm điện bộ của chỉ xích thiên nhai công, cộng thêm 3 phần tốc độ của giáp nhật nguyệt càn khôn và chiến ủng, thoát cái Dương Bách Xuyên đã biến thành một tia chớp di chuyển vèo vèo trong đám thân binh. À à à à à. Phụt phụt phụt. Tiếng kêu thảm thiết và âm thanh kiếm cắt cổ liên tục vang lên. Không ai nhìn thấy bóng dáng của Dương Bách Xuyên. Chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết.
Sau thời gian gần 10 nhịp thở, tiếng hét thảm thiết ấy mới dừng lại. U Dương Hải Đường và ba tướng quân Kim Đan hậu kỳ trợn tròn mắt. Trong tầm mắt bọn họ, ngoại trừ 20-30 tên thân binh chết trong tay Bạch Khởi trước đó, hàng trăm thân binh còn lại đều ngã trong vũng máu. Điểm quan trọng là ai nấy đều bị cắt cổ chặt đầu, không một thân binh nào sống sót. Nhất là tướng quân trung niên đối phó với Dương Bách Xuyên. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, gã nở ra như bị sét đánh. Mặc dù những thân binh này là người của phủ thành chủ, nhưng gã là thủ lĩnh của bọn họ, tận tay chỉ dạy bọn họ. Bây giờ toàn bộ thân binh đều bị chặt đầu ngã xuống đất, tướng quân trung niên không thể nào chấp nhận được. Người tu chân chiến đấu kỵ nhất là phân tâm. Thời điểm tên tướng quân này phân tâm, hắn cách cái chết không còn xa. Dương Bách Xuyên không từ bỏ ý định giết tên tướng quân trung niên này. Nhìn dáng vẻ run rẩy của gã là biết gã phân tâm. Dương Bách Xuyên lập tức di chuyển, đâm một nhát kiếm vào đối phương. Dù sao tướng quân trung niên cũng là Kim Đan hậu kỳ, cho dù phân tâm cũng phát hiện ra nguy hiểm cận kề. Huống hồ một kiếm này của Dương Bách Xuyên tuy nhanh nhưng lại là ám sát trực diện. Hừ, mặc dù hơi vội vàng, song tướng quân trung niên không hề hoảng loạn. Gã lập tức lấy lại tinh thần, giơ đao đỡ kiếm của Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên, ngay sau đó gã nhìn thấy Dương Bách Xuyên khẽ nhếch môi nở nụ cười lạnh lùng tựa như đã thực hiện được gian kế. Tướng quân trung niên cảm thấy không ổn, nhưng lại không phát hiện thấy điều gì bất thường. Hơn nữa lúc này gã phải ứng phó với một kiếm của Dương Bách Xuyên, cho nên không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại tướng quân trung niên cực kỳ kiêng dè Dương Bách Xuyên, không dám khinh thường chút nào. Một mình giết sạch toàn bộ thân vệ ở đây chỉ trong 10 hơi thở ngắn ngủi, e là ngay cả thành chủ đại nhân cũng khó mà làm được. Điều quan trọng nhất là tốc độ thân pháp của Dương Bách Xuyên nhanh như ma quỷ, khó lòng phòng bị. Thần thông cấp bậc này khiến thần kinh của tướng quân trung niên cực kỳ căng thẳng. Nhưng cũng may một kiếm này của Dương Bách Xuyên đâm từ chính diện, nếu đánh trực diện thì gã không sợ Dương Bách Xuyên. Keng! Đao và kiếm của hai người va vào nhau, phát ra âm thanh trầm đục, bùng phát sức mạnh cường đại. Tướng quân trung niên cười gằn, tu vi của Dương Bách Xuyên kém gã có thể dễ dàng đỡ một kiếm của đối phương. Sau đó tướng quân trung niên thúc giục chân khí mạnh mẽ phản kích Dương Bách Xuyên, chuẩn bị lấy mạng hắn. Tướng quân trung niên vừa mới vận chuyển chân khí thì nghe thấy Dương Bách Xuyên nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, vảy rồng. Gã sửng sốt. Vảy rồng? Là cái gì? Ý nghĩ này vừa bật ra trong đầu, một giây sau tướng quân trung niên cảm thấy bụng tê dần, đan điền nổ tung, ý thức dần tiêu tán. Đến lúc này gã mới hiểu ra Dương Bách Xuyên đâm một kiếm chính diện chỉ là ngụy trang, đòn tấn công chân chính là vảy rồng. Có điều bây giờ gã mới hiểu ra thì đã muộn. Phụt! Một mảnh vảy to bằng bàn tay màu vàng lấp lánh đâm xuyên qua đan điền của tướng quân trung niên. Gã nhìn rất rõ, hai mắt trợn to, con người phóng đại, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức. Bộp! Thi thể của tướng quân trung niên đổ rầm xuống đất. Lúc này ánh mắt của Dương Bách Xuyên bình tĩnh như nước. Trước đó hắn đã giết một lèo gần 100 thân binh, bây giờ lại giết chết tướng quân trung niên tu vi Kim Đan hậu kỳ, vậy mà cõi lòng chẳng may may gợn sóng. Hắn chưa từng nghĩ rằng mình là kẻ máu lạnh, bởi vì hắn biết ở nơi này mình không máu lạnh tàn nhẫn thì người chết chính là bản thân mình. Quả thật Dương Bách Xuyên giết tướng quân trung niên nhân lúc gã chấn động trước cái chết của gần 100 thân binh, sau đó cố ý chém một nhát kiếm đồ long để ngụy trang, đây là hai bước đệm để phóng ra vảy rồng đánh lén lấy mạng tướng quân trung niên. Hiện tại hắn đã thành công giết chết một cao thủ Kim Đan hậu kỳ. Nếu đánh trực diện thì Dương Bách Xuyên cũng có thể giết Kim Đan hậu kỳ, nhưng không dễ, dù sao cũng cách hai cảnh giới nhỏ. Nhưng bây giờ hắn có thể giết cao thủ Kim Đan hậu kỳ là nhờ sử dụng tất cả con át chủ bài có thể lợi dụng. Từ khi bắt đầu tu luyện hắn đã chiến đấu vượt cấp rồi. Có thể giết chết tướng quân trung niên Kim Đan hậu kỳ cũng nằm trong dự liệu của hắn. Chấm chấm chấm. Dương Bách Xuyên vui, U Dương Hải Đường buồn. Bà ta nhanh chóng phát hiện ra toàn bộ thân binh của phủ thành chủ đã biến thành thi thể không đầu, người nào người nấy đều bị Dương Bách Xuyên cắt cổ chết. Hơn nữa, bà ta cũng thấy cảnh Dương Bách Xuyên giết tướng quân mạnh nhất dưới trướng mình. Yêu nghiệt, quái thai. Hai từ này nhảy ra trong đầu U Dương Hải Đường, không xua đi được. Mới rồi bà ta còn dùng chiến thuật biển người, thoát cái bên cạnh chỉ còn lại hai tướng quân.
U Dương Hải Đường chưa từng nghĩ tới một kim đan sơ kỳ có thể giết một kim đan hậu kỳ và gần 100 người cùng cấp bậc. Cho dù là kim đan đại viên mãn như bà ta cũng khó mà làm nên chiến tích này. Vậy mà bây giờ Dương Bách Xuyên đã làm được. Giờ khắc này U Dương Hải Đường càng thêm bực bội bất an, rất muốn xông tới giết Dương Bách Xuyên, nhưng tiếc là bị Bạch Khởi giữ chân. Mặc dù bên cạnh bà ta còn hai tướng quân kim đan hậu kỳ kéo chân Bạch Khởi, nhưng cũng chỉ tạo ra chút phiền nhiễu thôi, hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Khởi, thậm chí còn không dám đối đầu trực diện với Bạch Khởi. Người đánh trực diện với Bạch Khởi vẫn là U Dương Hải Đường. Khi U Dương Hải Đường thấy thân binh và tướng quân mạnh nhất của mình bị Dương Bách Xuyên giết chết, bên cạnh chỉ còn lại hai tướng quân, sắp rơi vào cảnh một mình một bóng, bà ta bắt đầu nóng nảy, hay nói chính xác hơn là đạo tâm bị ảnh hưởng. Đây là lúc bà ta lộ ra trăm ngàn sơ hở. Gừ gừ. So ra thì Bạch Khởi mạnh hơn U Dương Hải Đường một bậc. Sau khi nhìn ra sơ hở của U Dương Hải Đường, hắn ta lập tức đấm mạnh một cú vào ngực đối phương. Tên họ Dương nào đó chứng kiến cảnh này cũng cảm thấy đau thay U Dương Hải Đường. Hắn thầm nói trong lòng, hy vọng bà ta không bị đại ca đánh nát. Bạch Khởi tập kích thành công, đánh bay U Dương Hải Đường. Sau đó hắn ta vung bàn tay to như cối xay giáng vào đầu một tên tướng quân kim đan hậu kỳ. Bộp! M thanh trầm đục như tiếng dưa hấu nứt vang lên, tên tướng quân kia còn chưa kịp hét thảm đã bị Bạch Khởi đánh vỡ đầu. Bạch Khởi có tu vi trên kim đan đại viên mãn, đối phó với U Dương Hải Đường là kim đan đại viên mãn không phải chuyện dễ, nhưng xử lý một tên kim đan hậu kỳ thì đơn giản như giết một con kiến. Lúc này, Dương Bách Xuyên nắm bắt cơ hội, để mắt đến tên tướng quân còn lại. Tên kia thấy đồng đội của mình bị Bạch Khởi đập chết thì sợ xanh mặt. Hú! Bạch Khởi giống như sát thần gào lên với tên tướng quân còn lại. Tên kia sợ vỡ mật, toàn thân run bần bật. Sau đó bỏ chạy về phía sau. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, chính là lúc này. Hắn lập tức di chuyển, kích hoạt 3 phần tốc độ của giáp Nhật Nguyệt Càn Khôn và Chiến Ủng, vận chuyển thiểm điện bộ. Thoát cái hắn đã biến mất tại chỗ, đồng thời ra chiêu Trích Tinh Thủ, tay trái chém kiếm đồ long, xuất hiện sau lưng tên tướng quân chạy trốn. Dương Bách Xuyên biết ý chí chiến đấu của tên này đã sụp đổ, mà kẻ không còn ý chí chiến đấu ắt mất hết can đảm. Toàn thân đều là sơ hở chí mạng. Hơn nữa, hắn có ưu thế tốc độ, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh đối phương, có thể coi là đánh lén. Sức mạnh cường đại của Trích Tinh Thủ trực tiếp chụp tên tướng quân này từ không trung xuống đất. Bộp! Á, không, tên tướng quân chạy trốn đột ngột bị kéo xuống đất, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy kiếm của Dương Bách Xuyên đâm vào người mình, lập tức gào thét thảm thiết. Phập! Một nhát kiếm của Dương Bách Xuyên chém tên tướng quân này thành hai nửa. Đến lúc này, phe U Dương Hải Đường đã tổn thất 3 tướng quân kim đan hậu kỳ và hàng trăm thân binh. 2 kim đan hậu kỳ chết trong tay Dương Bách Xuyên, một tên bị đại ca Bạch Khởi đập vỡ đầu. Cao thủ quyết đấu là chuyện chỉ trong nháy mắt. Trong thời gian nháy mắt, Dương Bách Xuyên rất ăn ý với Bạch Khởi, giết 2 tướng quân dưới trướng U Dương Hải Đường. Hắn biết mình có thể giết tên tướng quân cuối cùng là nhờ đại ca Bạch Khởi thấy mình có ý định ra tay nên cố ý gào giống dọa đối phương, tạo cơ hội cho hắn đánh lén, một chiêu lấy mạng. Có thể nói lần đầu tiên hai huynh đệ kề vai chiến đấu vô cùng ăn ý. Mà lúc này, sắc mặt U Dương Hải Đường vô cùng khó coi. Ngực chúng một quyền vô cùng đau đớn, lại thấy hai tên thuộc hạ cuối cùng bị Bạch Khởi và Dương Bách Xuyên lần lượt giết chết, bà ta vô cùng căm hận, có ý rút lui. U Dương Hải Đường biết rằng hôm nay mình không thể giết Dương Bách Xuyên. Chỉ một mình Vượn Trắng mà bà ta đã không đối phó được, bây giờ thuộc hạ đã chết hết, bà ta càng không có cơ hội, ở lại cũng vô ích, không chừng còn mất mạng. U Dương Hải Đường có thể trở thành chủ một thành tất nhiên không phải người đơn giản. Bà ta lập tức bay vọt lên. Thấy U Dương Hải Đường hóa thành dư ảnh biến mất trong không trung, Dương Bách Xuyên và Bạch Khởi không đuổi theo. Bởi vì hai người biết kim đan đại viên mãn muốn chạy trốn thì bọn họ không đuổi kịp. Dù sao nguy hiểm đã được hóa giải, không cần phải đuổi theo. Có điều phía chân trời vang lên giọng nói độc ác của U Dương Hải Đường đe dọa Dương Bách Xuyên. Tên khốn Dương Bách Xuyên cấu kết với yêu tộc, bản tọa chống mắt lên coi ngươi sẽ chết như thế nào. Còn con nghiệt xúc Phượng Trắng kia nữa, lần sau gặp lại bản tọa sẽ lột ra ngươi làm chăn. Núi xanh còn đó.
nước biếc chảy dài, chúng ta cứ chờ coi. Giọng nói của U Dương Hải Đường xa dần, để lại Dương Bách Xuyên và Bạch Khởi bốn mắt nhìn nhau. Sau đó Bạch Khởi cười khổ, hiền đệ à, vi huynh giúp đệ giải quyết một rắc rối nhỏ, nhưng lại gây ra rắc rối lớn cho đệ. Tội cấu kết với yêu tộc không nhẹ đâu, hay là đệ theo huynh đến Đại Hoang đi. Ở núi Bạch Viên trên địa bàn của yêu tộc, không ai dám bắt nạt đệ. Dương Bách Xuyên thoáng sửng sốt, sau đó cười ha ha, đại ca coi thường đệ đấy à. Ha ha, hôm nay đệ với tu vi kim đan sơ kỳ có thể giết cao thủ kim đan hậu kỳ, ngày khác có thể giết nguyên anh. Cho dù thật sự bị chụp cho tội danh này thì sao nào? Cùng lắm là lật ngược sơn hải giới mà thôi. Dương Bách Xuyên nói rất hùng hồn. Hiền đệ không thể chủ quan, sơn hải giới có rất nhiều cao thủ nhân tộc. Thấy Dương Bách Xuyên nói năng hùng hồn, không thèm để ý Bạch Khởi không nhịn được nhắc nhở. Đại ca yên tâm, đệ sẽ cẩn thận. À phải rồi, sao đại ca và đại tẩu đi rồi còn quay lại? Dương Bách Xuyên hoang mang, lẽ nào đại ca của mình biết bói toán? Nghe Dương Bách Xuyên hỏi vậy, Bạch Khởi hơi ngượng ngùng. Dù sao Thái tử Điện Hạ Hầu Đậu Đậu cũng là linh thú của Dương Bách Xuyên, hắn ta lại muốn xin linh thú của người ta. À thì, vi huynh, Bạch Khởi ấp úng, ngại nói ra. Lúc này cuộc chiến đã kết thúc, Bạch Tố, Tiểu Hòa Thượng và anh em Gia Cát cùng đi tới. Bạch Tố hiểu chồng mình, mỉm cười lên tiếng, để ta nói cho. Bách Xuyên à! Ta và đại ca của đệ quay lại là vì Thái tử Điện Hạ, không biết đệ có thể đồng ý hay không, đương nhiên không đồng ý cũng không sao, dù gì đệ cũng là chủ nhân của Thái tử Điện Hạ. Đại ca đại tẩu nói đi, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy, có chuyện gì thì cứ nói thẳng là được. Hai người ấp a ấp úng như thế, đệ không vui đâu. Dương Bách Xuyên mỉm cười nói. Vậy thì ta nói nhé, Bạch Tố lộ vẻ vui mừng. Đại tẩu cứ nói đi ạ. Dương Bách Xuyên đã lờ mờ đoán ra nhưng không biết có đúng không, chờ Bạch Tố lên tiếng. Bạch Tố gật đầu, giữa chừng đại ca của đệ chợt nhớ ra truyền thừa ở tổ địa tộc Viên Hầu chúng ta, nghe nói là truyền thừa mà Hoàng đế Viên Hầu để lại. Ngoài huyết mạch thông tí Viên Hầu ra, các tộc Viên Hầu khác không thể đi vào tổ địa, bao gồm cả tộc Vượn Trắng chúng ta. Vì vậy đại ca của đệ muốn đưa Thái tử về cho ngài ấy tiếp nhận truyền thừa ở tổ địa. Đến lúc đó có thu hoạch được gì hay không thì phải xem cơ duyên của Thái tử Điện Hạ. Hiện giờ Thái tử Điện Hạ vô cùng yếu, nếu nhận được truyền thừa của Hoàng đế Viên Hầu thì tương lai khỏi bàn. Chúng ta hy vọng Bách Xuyên đồng ý cho chúng ta đưa Thái tử Điện Hạ về Đại Hoang, thử đến nhận truyền thừa ở tổ địa. Sau khi nghe xong, Dương Bách Xuyên im lặng một hồi. Điều này khiến vợ chồng Bạch Khởi hơi thất vọng, nhưng cuối cùng Bạch Khởi vẫn lên tiếng. Nếu hiền đệ không nỡ thì huynh và tẩu tẩu của đệ cũng không có ý kiến. Hiền đệ không phải vật trong ao, có lẽ Thái tử Điện Hạ đi theo hiền đệ, tương lai sẽ có cơ hội khác. Đệ đừng khó xử. Kỳ thực Dương Bách Xuyên hoàn toàn nghĩ ngược lại. Đúng là hắn có phần không nỡ, bởi vì con trồn đã mất tích đến giờ vẫn chưa có tin tức, nếu Hầu Đậu Đậu rời đi thì hắn sẽ rất hụt hẫng. Đừng thấy hắn hay đánh mắng Hầu Đậu Đậu mà lầm, thật ra hắn rất thích nó đấy. Đánh mắng cũng là một kiểu yêu thương mà, nếu không Hầu Đậu Đậu sao có thể ăn nhiều đan dược và thiên tài địa bảo như vậy. Sau mỗi lần luyện đan, Dương Bách Xuyên đều để lại một phần cho con trồn và Hầu Đậu Đậu. Không chỉ vì sư phụ nói bất kể là huyết mạch thần trồn phi thiên của con trồn hay là huyết mạch thông tí Viên Hầu của Hầu Đậu Đậu đều định trước tương lai hắn phải đầu tư rất nhiều. Trên hết là Dương Bách Xuyên và linh thú ở chung lâu ngày đã nảy sinh tình cảm. Tận sâu trong lòng hắn không coi con trồn và Hầu Đậu Đậu là thú cưng, mà coi là người thân bạn bè. Và lại con trồn và Hầu Đậu Đậu làm bạn với hắn trên con đường tu chân lâu nhất, tình cảm này không thể thay thế. Hắn cũng biết linh thú dị chủng hồng hoang có thiên phú dị bẩm như Hầu Đậu Đậu rất khó trưởng thành nếu chỉ được nuôi bằng đan dược và thiên tài địa bảo của hắn. Vợ chồng đại ca Bạch Khởi đề nghị đưa Hầu Đậu Đậu đến tổ địa Viên Hầu ở Đại Hoang nhận truyền thừa của Hoàng đế Viên Hầu. Đây là chuyện tốt đối với Hầu Đậu Đậu. Hầu Đậu Đậu đã bước chân vào tu hành, theo đuổi đạo hạnh cao hơn là quyền lợi của nó. Hắn là chủ nhân, không nên phản đối mà nên ủng hộ. Có lẽ đây cũng là cơ duyên của Hầu Đậu Đậu, Dương Bách Xuyên không phải là kẻ ích kỷ. Hắn cũng hy vọng Hầu Đậu Đậu có con đường trưởng thành thuận lợi. Dương Bách Xuyên sẽ không để cho Hầu Đậu Đậu bỏ lỡ cơ duyên lớn chỉ vì sự ích kỷ của mình. Vì vậy hắn vội vàng nói, đại ca hiểu lầm rồi,
nếu truyền thừa của Hoàng đế Viên Hầu thật sự là cơ duyên của Hầu Đậu Đậu thì đệ cầu còn không được, sao lại không nỡ chứ? Bạch Khởi mừng rơn, hiền đệ nói như vậy tức là đồng ý rồi sao? Đây là chuyện tốt đối với Hầu Đậu Đậu, đệ không có lý do gì để từ chối cả. Và lại nó đi theo đại ca, đệ rất yên tâm, tất nhiên là đồng ý. Dương Bách Xuyên mỉm cười đáp lời. Bạch Khởi nghiêm túc nói, hiền đệ yên tâm, vi huynh đảm bảo với đệ là cho dù Bạch Khởi này mất mạng cũng bảo vệ thái tử điện hạ an toàn. Hắn ta nghe ra nỗi lo lắng trong lòng Dương Bách Xuyên, cho nên vội vàng đảm bảo. Đại ca nặng lời rồi. Dương Bách Xuyên nói, đương nhiên là hắn tin trưởng Bạch Khởi. Chưa kể hai người đã lập lời thề thiên đạo, làm huynh đệ kết nghĩa. Hơn nữa hôm nay Bạch Khởi một mình đấu với mấy trăm người để cứu mình, không phải ai cũng làm được. Sau đó Dương Bách Xuyên niệm trong đầu, gọi Hầu Đậu Đậu từ trong không gian bình càn khôn ra ngoài. Két két. Hầu Đậu Đậu vừa ra ngoài, quen đường quen nẻo kêu két két nhảy lên vai Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên bắt lấy Hầu Đậu Đậu từ trên vai ôm vào lòng, mỉm cười nói, Hầu Đậu Đậu ngu ngốc, ta bàn với ngươi chuyện này được không? Két két, Hầu Đậu Đậu kêu két két, ánh mắt hơi mất tự nhiên. Chủ nhân không giống bình thường. Tự dưng trở nên dịu dàng làm nó không quen. Ngươi đi cùng đại ca Bạch Khởi của ta đến Đại Hoang nhé. Ở đó có cơ duyên thuộc về ngươi. Ngươi đi theo huynh ấy phải ngoan ngoãn, không được gây chuyện, không được tùy tiện đùa giỡn khỉ cái, nếu không sẽ bị đánh đấy. Sau khi đi, ngươi phải chăm chỉ cố gắng nha. Lúc này Dương Bách Xuyên hệt như bà già lải nhải căn dặn cháu trai sắp đi xa, toàn là những lời lảm nhảm nhưng đong đầy luyến tiếc. Ban đầu Hầu Đậu Đậu còn nghe rất hào hứng, nhưng dần dần nó bắt đầu kêu két két két, giãy ra khỏi vòng ôm của Dương Bách Xuyên rồi nhảy lên vai hắn, túm chặt chiến giáp của hắn, ý là không đi. Hiện tại Hầu Đậu Đậu đã mở linh trí, chỉ số thông minh khá cao, có thể hiểu từng câu nói của Dương Bách Xuyên. Két két, Hầu Đậu Đậu gào thét trong nước mắt. Mắt Dương Bách Xuyên đỏ hoe, hắn biết là Hầu Đậu Đậu đang cầu xin mình đừng đuổi nó đi, sau này nó sẽ ngoan ngoãn. Không gây rắc rối cho chủ nhân. Đồ ngốc này, không phải ta đuổi ngươi, ta chỉ để cho ngươi đi theo đại ca đến tộc Viên Hầu tìm kiếm cơ duyên của ngươi. Ngươi cứ yên tâm, khi nào tìm được con trồn, ta nhất định sẽ đến Đại Hoang tìm ngươi. Két két két. Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong đã bị Hầu Đậu Đậu kêu két két ngắt lời. Nó lắc đầu như trống bỏi, ý là ta không đi đâu hết, ta chỉ ở bên cạnh chủ nhân thôi. Nhìn Hầu Đậu Đậu nước mắt lưng tròng, Dương Bách Xuyên thở dài. Ai bảo linh thú vô tình, đời này có được một linh thú như nó là phúc của Dương Bách Xuyên này. Nhưng hắn biết Hầu Đậu Đậu có huyết mạch dị chủng hồng hoang, nó cần có không gian phát triển rộng lớn hơn, đi theo hắn sẽ chỉ hạn chế. Dương Bách Xuyên cố nén buồn, sầm mặt quát, linh thú nhà ngươi ta đều là linh hầu chiến đấu, còn ngươi thì sao? Ngươi và con trồn chỉ biết quậy phá. Mỗi lần ta gặp nạn đều phải cho các ngươi lẩn trốn đúng không? Ngươi có biết là mình rất vô dụng không? Là linh thú chẳng những không bảo vệ được chủ nhân, trái lại ta còn phải bảo vệ ngươi. Bây giờ có cơ hội cho ngươi trưởng thành, ngươi còn không chịu đi. Cút mau, ta không cần linh thú vô dụng, ngươi đi đi. Dương Bách Xuyên vừa quát vừa tóm Hầu Đậu Đậu trên vai xuống rồi thẳng tay ném cho Bạch Khởi, đại ca, ta đi trước, sau này huynh đệ ta có duyên sẽ gặp lại. Thay ta dạy dỗ đứa ngốc này thật tốt nhé. Dứt lời Dương Bách Xuyên xoay người rời đi, không quay đầu lại. Két két két, Hầu Đậu Đậu kêu gào thảm thiết như đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi. Nhưng lần này nó không đuổi theo. Nó là linh thú, đương nhiên có thể hiểu mỗi câu nói của Dương Bách Xuyên. Nó kêu két két như vậy hẳn là đang hứa hẹn với Dương Bách Xuyên, ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Bạch Khởi nhìn Dương Bách Xuyên kiên quyết rời đi. Ngập ngừng muốn nói lại thôi. Hắn ta biết thật ra Dương Bách Xuyên rất lưu luyến thái tử điện hạ, cho nên dứt khoát xoay người rời đi không lời từ biệt. Bạch Khởi thở dài, sau đó cùng phu nhân và Hầu Đậu Đậu nhìn theo mấy người Dương Bách Xuyên rời đi. Đúng là Dương Bách Xuyên không dám ngoảnh đầu, không dám dây dưa. Bởi vì hắn sợ mình không nỡ xa cách Hầu Đậu Đậu, cho nên cố ý mắng nó vô dụng. Lúc xoay người rời đi, hắn run lên bần bật. Nghe thấy tiếng kêu két két của Hầu Đậu Đậu, hắn càng bước nhanh hơn. Hú! Phía sau vang lên tiếng hét dài lanh lảnh, Dương Bách Xuyên chấn động cả người. Hắn biết đây không phải là tiếng kêu của đại ca Bạch Khởi,
mà là giọng của Hầu Đậu Đậu. Từ lúc Hầu Đậu Đậu tỉnh lại sau khi ăn trộm linh đào dẫn đến huyết mạch tiến hóa, nó có thêm tiếng rú tràn đầy uy nghiêm. Đương nhiên bình thường nó vẫn kêu két két. Dương Bách Xuyên nghe thấy âm thanh này, mắt cũng đỏ hoe. Hắn biết tiếng hét dài này là Hầu Đậu Đậu đang tạm biệt mình. Hắn không dám quay đầu lại, tăng tốc bước đi. Ba người Tiểu Hòa Thượng đi theo phía sau. Nửa tiếng sau bầu không khí vẫn còn nặng nề, Tiểu Hòa Thượng cố ý cười ha ha, lão đại, ngươi là đàn ông sao lại khóc. Biến đê, cát bay vào mắt ta. Dương Bách Xuyên bật cười mắng. Rốt cuộc bầu không khí ngột ngạt cũng tan biến. Đột nhiên Gia Cát Khổng lên tiếng, mọi người nhìn đi, thành trì kìa. Chúng ta đến thành tán tu rồi. Gia Cát Khổng kêu như vậy, mấy người Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên ở trên đường chân trời mấy ngàn thước. Nhìn quy mô còn lớn hơn cả thành Chiêu Giao, hơn nữa là được xây dựng trên một chân núi thật lớn, toàn bộ thành chỉ được xây cất kéo dài đến lưng chừng núi. Thay vì nói là xây dọc theo núi chi bằng nói đây là một tòa thành núi. Bởi vì cách thật xa có thể nhìn thấy cửa thành ngay dưới chân núi, cả ngọn núi chính là thành trì, từ xa cũng có thể nhìn thấy lầu các cung điện. Đúng là một tòa thành trì rất có khí phách. Dương Bách Xuyên không khỏi lẩm bẩm. Gia Cát Khổng gật đầu nói, đúng vậy, mặc dù ta không già hơn thành tán tu. Nhưng cũng từng nghe bậc cha chú nói, thành tán tu là chân cách Đại Sơn Cương xứng danh đứng top 3 thành trì của lãnh thổ quốc gia, nơi này hội tụ một nửa tán tu xuất nhập Sơn Hải giới. Nói một chút về chuyện ngươi biết về thành tán tu được không? Bọn ta cũng giống như đang ở thành Chiêu Giao bị người ta bắt lấy đào quặng. Trong lòng Tiểu Hòa Thượng còn sợ hãi nói. Gia Cát Khổng mỉm cười nói, điểm ấy thì không có, ở thành tán tu nghe đồn là rất tự do ra vào, nhưng không có bất luận một kẻ nào có thể ở trong thành tranh đấu, nếu không sẽ có thành vệ đến đây treo cổ, nghe nói thành vệ sau lưng thành tán tu là tam đại thành chủ. Có một thành chủ chính. Chính là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh, sẽ không dễ dàng nhúng tay vào chuyện của thành tán tu, ngày thường, người quản lý thành tán tu chính là hai vị phó thành chủ. Mà thành vệ lại là thế lực trong tay thành chủ chính, sau đó cũng sẽ nghe phó thành chủ sai bảo, nghe nói hai phó thành chủ cũng là tu vi kim đan kỳ đại viên mãn, nhưng cụ thể có phải hay không thì không chắc chắn. Bởi vì hai đại phó thành chủ của thành tán tu đều có thể thách thức, ngoại trừ thành chủ chính, vị trí phó thành chủ đều có thể thách thức bất cứ lúc nào. Người thắng sẽ có thể trở thành phó thành chủ của thành tán tu. Ở thành tán tu, ai cũng có thể ra vào, chỉ cần không chém giết là được, có mâu thuẫn thì có thể giải quyết trên đài sinh tử ở trong thành, vô cùng tàn khốc. Những lời Gia Cát Khổng nói mặc dù đều là nghe nói, nhưng chắc chắn Gia Cát Khổng là dân bản địa ở Sơn Hải giới, cho dù không chi tiết nhưng chắc cũng không chênh lệch nhiều. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, mặc kệ như thế nào chúng ta cũng nên cẩn thận mới được. Sau khi vào thành thì khiêm tốn một chút, sau đó tính tiếp. Chấm chấm chấm. Nửa giờ sau, bốn người đi tới cửa thành tán tu. Ở chỗ này không có bất kỳ thủ vệ nào canh gác, nhưng ở cửa thành lại nhìn thấy một tấm bia đá, đi vào nhìn lại là nội quy của thành tán tu. Điều thứ nhất chính là thành tán tu cấm chém giết, người vi phạm thì giết. Điều thứ hai là cấm phi hành trên bầu trời thành tán tu, người vi phạm sẽ tự chịu hậu quả. Điều này ghi chú phía sau, trên không của thành tán tu có cường đại cấm chế, dù bất luận kẻ nào cũng không được phi hành, xảy ra chuyện phải tự gánh lấy hậu quả. Điều thứ ba là hiệp ước cho thuê, người ở thành tán tu vượt quá 10 ngày sẽ coi như là cư trú thời gian dài, thành tán tu có thể cung cấp nơi tu luyện, nhưng cần giao nộp linh thạch, rẻ nhất là khách mỗi ngày mỗi người nộp 3 viên linh thạch. Ở trên chính là tán tu lâu của thành tán tu. Nơi này cao cấp nhưng không phải người bình thường nào cũng có linh thạch này, mỗi người mỗi ngày 10 viên linh thạch. Tiếp theo chính là trên núi có tiểu viện độc lập cho thuê, một tháng 100 linh thạch hạ phẩm. Hoàn cảnh tu luyện ở nơi này rất tốt, cũng thanh tĩnh, linh khí đương nhiên cũng nồng đậm, hơn nữa tiểu viện tương tự cũng chia làm đủ loại đẳng cấp, càng tốt thì linh thạch càng đắt, chính là tiền nào của nấy. Cuối cùng giới thiệu đại trận truyền tống liên lục địa của thành tán tu, mỗi tháng chỉ mở ra một lần. Trong lúc đó có thể truyền tống đi tới giữa năm châu dưới lãnh thổ núi lớn, cũng là châu Nam Sơn Châu, châu Đông Sơn, châu Tây Sơn, châu Bắc Sơn, châu Trung Sơn, năm châu lục này. Quan trọng là truyền tống một lần một người cần chọn 500 linh thạch hạ phẩm. Dương Bách Xuyên nhìn xuống, truyền tống trận chỉ cuối tháng mới mở ra, vận khí của bọn họ không tốt rồi,
hiện tại mới là đầu tháng, nói cách khác muốn đi Châu Trung Sơn cần chờ một tháng nữa. Nhưng nếu đã tới, vậy chỉ có thể chờ, hơn nữa cũng không dám đi đến những nơi khác, sẽ có kẻ thù nha. M. Dương Tông là đại tông môn của Châu Nam Sơn, ngoại trừ thành tán tu, ở toàn bộ Châu Nam Sơn không có chỗ mà Âm Dương Tông không chạm tới. Theo lời của Gia Cát Khổng nói, thành chủ chính của thành tán tu chính là một cường giả cảnh giới Nguyên Anh vô cùng khó lường, ở toàn bộ lãnh thổ núi lớn quốc gia cũng là nhân vật số một, cho nên rất nhiều thế lực không dám dễ dàng trêu chọc, cũng chính vì vậy mới dẫn đến hậu quả là, rất nhiều hạng người coi trời bằng vung, phạm sai lầm sẽ chạy vào thành tán tu, ở đây không ai dám lỗ mãng. Cho nên xem xong quy định của thành tán tu kết hợp với lời Gia Cát Khổng nói, Dương Bách Xuyên đối với thành tán tu cũng có một số ảnh hưởng và đánh giá nhất định. Hỗn loạn có trật tự, đại đề có đại thành chủ thần bí ở đây, thành tán tu không xảy ra nhiều hỗn loạn lớn, nhưng trật tự hỗn loạn dưới đáy cá rồng tất nhiên sẽ không tốt như bề ngoài vậy, đây là điều cần phải suy nghĩ. Nếu thành tán tu đã trở thành nơi ẩn náu của những hạng người coi trời bằng vung kia, có thể tốt được mới là lạ. Chẳng qua tất cả mọi người đều không dám phá hư quy tắc trong thành, quy tắc này chắc là chém giết. Có thể tưởng tượng đến những chuyện bắt nạt người khác như vậy sẽ rất phổ biến. Lúc vào thành, Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị tốt tâm lý. Mặc dù như thế, bốn người Dương Bách Xuyên vẫn bị loạn suy nghĩ với ba quy tắc mới trong thành này. Lúc đi ngang qua một con đường, trong tai nghe thấy tiếng chửi rủa, lúc nghe thấy, Dương Bách Xuyên suýt chút nữa không cười ra tiếng. Hắn nhìn thấy một đám tóc dài đi qua, vừa nhìn đã biết là bộ dáng không phải người bản địa. Một đám trong tay cầm dây xích dài ba thước, lần lượt thu phí bảo hộ. Trương lão đầu, đầu tháng rồi, nhanh hiếu kính tháng này đi, ba viên linh thạch. Một gã côn đồ dẫn đầu mặt mũi hung tợn đang quát một ông lão bày sạp hàng trên vỉa hè. Trên quầy hàng của ông lão là một ít linh dược, nhưng nhìn năm tháng cũng không cao lắm. Sao lại là ba viên linh thạch, không phải hai viên sao? Trương lão đầu phản bác. Tháng này tăng giá một chút không được sao? Tên cầm đầu hừ lạnh nói. Ta không có ba viên, chỉ có hai viên. Trương lão đầu nhìn râu mép, thoạt nhìn rất cường ngạnh. Không có đúng không, dễ thôi. Huynh đệ, đập nát quầy hàng. Tên cầm đầu vừa ra lệnh, bọn tiểu đệ bên cạnh không nói hai lời, lập tức xông lên đập phá loạn xạ. Đừng đừng đừng, ta đưa là được chứ gì. Muộn rồi, bốn viên. Ta, đưa. Cuối cùng Trương lão đầu cắn răng đưa bốn viên linh thạch mới coi như đuổi ôn thần đi. Ánh mắt Dương Bách Xuyên nhìn tới, cả con đường đều bị thu phí bảo hộ, cũng có người giống như Trương lão đầu không đưa, hoặc là bị đánh, hoặc là bị phá quầy hàng. Một cảnh tượng tràn ngập hơi thở phố phường, rất tiếp địa khí. Làm hắn nhớ đến tình huống học đại học năm đó, người bán hàng rong ở chợ đêm ngoài trường bị bọn côn đồ lừa gạt tống tiền. Không chỉ không xa lạ. Ngược lại còn cảm giác có chút gì đó rất gần gũi. Tiểu hòa thượng không nhịn được hỏi một người qua đường là một đám người vừa rồi là ai, chẳng lẽ phủ thành chủ của thành tán tu vẫn mặc kệ sao? Người qua đường nhếch miệng nói, các ngươi là người mới tới sao, đó là người của bang Hắc Vân. Muội muội bang chủ của bang Hắc Vân là phu nhân của hữu thành chủ, người nghĩ người ta sẽ quản sao? Hơn nữa không có giết người, chỉ là đánh người đòi tiền. Ai dám quan tâm chứ? Vừa rồi là nghĩa tử của bang chủ bang Hắc Vân gọi là Hắc Sương, khó chơi nhất. Các ngươi cẩn thận đừng để đụng phải người của bang Hắc Vân, không chừng bọn họ sẽ tống tiền các ngươi. Nhanh chóng đi thôi, người qua đường A nói xong, cũng vội vàng đi khỏi. Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm, đây không phải là điển hình của hỗn loạn trắng đen sao? Xem ra bất kỳ nơi nào chỉ cần có người thì đều giống nhau, đều có giang hồ. Vì không muốn gây phiền phức, bốn người Dương Bách Xuyên bàn bạc trực tiếp đến phủ thành chủ đăng ký một tiểu viện trên núi để ở, chờ cuối tháng đại trận truyền tống mở ra, bốn người sẽ rời khỏi Châu Nam Sơn Châu và đi thẳng đến tổ địa Gia Cát Gia ở Châu Trung Sơn, đến lúc đó giúp Gia Cát huynh đệ tìm được kho báu Ngọa Long, Dương Bách Xuyên cũng có thể tự mình đi xem đường đi đến Sơn Hải. Mà tìm đồ đệ bọn họ, Dương Bách Xuyên cũng nghĩ đến không chắc chắn tất cả ở một châu, không chừng cũng ở các châu khác. Cho nên đi Châu Trung Sơn tìm cũng tốt. Dù sao ở Châu Nam Sơn, hắn đã đắc tội thành chủ U Dương Hải Đường của thành Chiêu Giao và M. Dương Tông, ở chỗ này dù sao cũng không nên. Một canh giờ sau,
bốn người đi tới phủ thành chủ, cấp bậc tên tuổi, sau đó bắt đầu lựa chọn tiểu viện thích hợp. Tam lục cửu đẳng, càng tốt càng đắt, thấp nhất là một tiểu viện độc lập, một tháng 100 linh thạch hạ phẩm, chỉ có một phòng, cả nhóm Dương Bách Xuyên có bốn người, đương nhiên cần nhiều phòng một chút, ít nhất là hai phòng. Vốn muốn tiết kiệm một chút, thế nhưng ngẫm lại linh thạch trên người đào được từ hầm mỏ cộng thêm giết chết tóc thắt bím và cả đoạn đường giết người chiếm được linh thạch. Dương Bách Xuyên bây giờ cũng cảm thấy mình là một người đàn ông giàu có. Vung tay ra đòi một tiểu viện độc lập thượng đẳng nhất, có núi có nước có hoa viên, có mật thất tu luyện, linh khí cũng sung túc, chỉ là đắt một chút. Nhưng hiện giờ trên người Dương Mỗ có mấy ngàn linh thạch hạ phẩm, còn chưa tính đến trung phẩm và thượng phẩm, quyết định thôi. Một đình viện, phòng cũng đủ, một tháng 1.000 linh thạch tiểu phẩm. Quản sự phủ thành chủ phụ trách đăng ký mặt mày hớn hở, lập tức nhiệt tình lên, giới thiệu một chàng biệt viện thượng đẳng có đủ loại chỗ tốt. Ngay lúc, Dương Bách Xuyên vung tay lấy ra 1.000 linh thạch để trả tiền thuê, rất trùng hợp là nghĩa tử của bang chủ bang Hắc Vân tên là Hắc Sương cũng xuất hiện ở đại sảnh đăng ký, vừa tiến vào đã lớn tiếng nói, Lý quản sự cho bổn thiếu ra một bộ đình viện thượng đẳng. Gần đây bổn thiếu có hy vọng đột phá, đình viện linh khí sung túc vừa hay trợ giúp thiếu ra một tay. Hắc Sương vừa nói chuyện vừa đi vào, liếc mắt một cái đã thấy được cảnh tượng Dương Bách Xuyên xuất ra 1.000 linh thạch trả tiền thuê, ánh mắt lập tức phát sáng, quét qua một lượt trên người Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhíu mày, thấy được sự tham lam từ trong mắt Hắc Sương. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, giao linh thạch ra rồi kéo chìa khóa trận pháp đình, bốn người lập tức rời khỏi đại sảnh đăng ký. Nhưng chuyện không ngờ tới, hắn vẫn bị Hắc Sương nhớ thương, không còn cách nào nha, ai bảo hắn để lộ tài sản chứ. Dương Bách Xuyên sợ phiền phức tìm mình, kết quả lại hết lần này tới lần khác đụng phải Hắc Sương như vậy, cái quái gì thế? Bốn người không dừng lại mà đi ra khỏi đại sảnh đăng ký, đi thẳng tới đình viện trên núi. Nhưng không đi được bao lâu, trước mắt lại xuất hiện 6-7 thanh niên bộ dáng côn đồ chặn đường đi của bốn người bọn họ. Nhìn cách ăn mặc không phải là nhóm người trước đó Hắc Sương dẫn theo đi thu phí bảo hộ sao? Dương Bách Xuyên nhíu mày, còn chưa mở miệng nói chuyện, phía sau lại vang lên giọng nói lười biếng, mấy vị bằng hữu mới đến thành tán tu. Nhất định cần một người dẫn đường quen thuộc chứ. Trùng hợp bổn thiếu chính là người bản địa ở thành tán tu, có thể phục vụ mấy vị khách quý. Đương nhiên, mấy vị chỉ cần trả giá một chút linh thạch cho ta khổ công lao lực là được. Lúc đi học, Dương Bách Xuyên thường nhìn thấy những chuyện này trong các quán ăn, thật sự không có gì khác biệt, anh quay đầu híp mắt nhìn Hắc Sương nói, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Hắn nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu như phá chút tài có thể ít một chuyện, vậy thì cứ phá thôi. Thế nhưng không ngờ Hắc Sương lại nói, không nhiều lắm, rất ít, mỗi người đưa cho bổn thiếu ra 1.000 linh thạch, bốn người các ngươi vừa tròn 4.000, có thể tùy tiện ở được đình viện tốt nhất thành tán tu. Nghĩ đến mấy vị huynh đệ không phải là người thiếu linh thạch, chút linh thạch ấy đối với mấy người cũng coi như là chút lòng thành đi. Hắc Sương híp mắt nói. Ha ha, Dương Bách Xuyên đột nhiên nở nụ cười. Hắn đã gặp qua loại người lòng dạ đen tối vô sỉ, nhưng chưa từng thấy qua loại người vô sỉ thêm lòng dạ tham lam như Hắc Sương vậy. Xin hỏi quý họ đại danh của vị huynh đệ này. Rất buồn cười sao? Hắc Sương híp mắt nói. Trong mắt Dương Bách Xuyên, tu vi của Hắc Sương không tính là cao, tu vi cũng chỉ là kim đan trung kỳ, bên cạnh hắn ta có 7 tên chó săn, đều là kim đan sơ kỳ. Hắn nghĩ chắc là ở trong mắt Hắc Sương nhìn bốn người của mình, ngoài Dương Bách Xuyên thì chỉ là kim đan sơ kỳ, tiểu hòa thượng và ba người khác đều là chuẩn kim đan, ngay cả thiên kiếp cũng không có vượt qua, cho nên chắc chắn cho rằng rất dễ bắt nạt nên mới chạy tới tống tiền nhỉ. Trong lòng nghĩ xong, Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn Hắc Sương nói, Hắc Sương thiếu gia. Đích thật bọn ta mới đến quý địa, thế nhưng ta hiểu quy tắc, như vậy đi, bốn người chúng ta cho ngươi 400 linh thạch, kết giao bằng hữu. Hắc Sương thiếu gia đi quầy hàng thu phí bảo hộ cả một con đường e là cùng lắm cũng chỉ có mấy trăm linh thạch, chúng ta cho ngươi 400 linh thạch coi như là cho không, ngươi không cần kiếm tiền đúng không? Dương Bách Xuyên cuối cùng vẫn nhịn xuống một hơi, vẫn hy vọng có thể hòa bình, đương nhiên cũng có thể lấy được 400 trên người hắn, nhưng hắn không phải người coi tiền như cỏ rác. Chuyện cho 400 linh thạch đã là ranh giới cuối cùng của hắn rồi. Nếu Hắc Sương không đồng ý, Dương Bách Xuyên hắn sẽ không sợ gây phiền phức nữa. Ai ngờ Hắc Sương vừa nghe vậy, nhếch miệng cười nói, ôi chao, còn biết quý danh của bổn thiếu gia,
nghe ý của huynh đệ cũng rất hiểu quy tắc, nhưng... Lúc nói đến đây, giọng điệu của Hắc Xương kéo dài, giọng nói vừa chuyển ý lạnh nói, nhưng mẹ nó, nếu ngươi đã biết bổn thiếu gia là ai thì nên rõ ràng, bổn thiếu nói một không nói hai, 4.000 linh thạch một viên cũng không thể thiếu. 400, ta khinh, ngươi coi bổn thiếu gia là kẻ ăn xin sao? Nói cho ngươi biết, nơi này là thành Tán Tu, là địa bàn của bổn thiếu gia, trên địa bàn của bổn thiếu gia, cho dù ngươi là rồng cũng phải nghe theo bổn thiếu gia. Là hổ cũng phải nằm sấp cho bổn thiếu gia, hiểu không? 4.000 linh thạch nếu thiếu một viên, bổn thiếu gia sẽ khiến thân thể ngươi sống không trọn vẹn đấy. Ý của Hắc Xương đầy sự đe dọa, đầu vẻ du côn, vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc ấy Dương Bách Xuyên cũng nở nụ cười, trong lòng cười lạnh, lời nói như hàn băng, thành Tán Tu quy định không được chém giết, ngươi dám động đến bọn ta. Ha ha ha, Hắc Xương và một đám chó săn đều điên cuồng cười phá lên. Cười đến chảy cả nước mắt. Hồi lâu sau mới nín cười chỉ vào Dương Bách Xuyên nói, tiểu tử, nghe cho kỹ, đích thật thành Tán Tu không thể chém giết, nhưng bổn thiếu gia cũng không có nói muốn giết các ngươi, nhưng làm các ngươi tàn phế, thành vệ cũng sẽ không quản, bổn thiếu gia lại không có giết người, ha ha, ngây thơ. À, hiểu rồi, nói cách khác, lúc Hắc Xương ngươi đánh nhau, thành vệ sẽ mở một mắt nhắm mắt, căn bản sẽ không tới, hoặc là ta cũng có thể hiểu. Cho dù ta có đánh các ngươi, cũng không tính là phá hỏng quy tắc của thành Tán Tu chứ. Dương Bách Xuyên híp mắt bình tĩnh hỏi. Đầu tiểu tử ngươi phản ứng không tệ, nhưng mẹ nó, ngươi chỉ là một kim đan sơ kỳ nho nhỏ, ngươi tưởng có thể đánh lại bổn thiếu gia sao? Nào nào, hôm nay nếu ngươi có thể đánh bổn thiếu sẽ gọi ngươi là gia gia, ha ha ha, Hắc Xương bật cười. Vậy sao, như ngươi mong muốn? Dương Bách Xuyên dứt lời, dưới chân vừa động. Chỉ xích thiên nhai công thiểm điện bước lên, một giây sau liền xuất hiện bên người Hắc Xương. Hắc Xương đương nhiên nhìn đến ngây ngốc, nhưng không ngu ngốc chút nào. Ngược lại hắn ta rất khôn khéo, quanh năm lăn lộn ở phố tỉnh thành Tán Tu, tuy rằng dựa hơi vào danh tiếng nghĩa tử của bang chủ bang Hắc Vân rất như ý, nhưng cũng thường xuyên tiếp xúc với đủ loại người. Hôm nay đám người Dương Bách Xuyên ở trong mắt hắn chính là cái loại con em gia tộc nghèo túng này. Có thể bắt nạt, quan trọng là tu vi thấp. Dễ bắt nạt, hơn nữa còn là dê béo, quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy người như vậy, hắn sao có thể buông tha. Mặc dù trong giọng nói vô cùng ngả ngớn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Ngay lúc Dương Bách Xuyên nói chuyện, Hắc Xương đột nhiên nhìn thấy Dương Bách Xuyên vèo một cái biến mất tại chỗ, lập tức biết không ổn, tương đầu nghĩ muốn lui về phía sau. Nhưng hắn ta đã xem thường Dương Bách Xuyên quá rồi. Chỉ trong giây. Dương Bách Xuyên đã xuất hiện trước người nửa mét, gần như là dán lên người hắn ta. Khoảng cách ban đầu là cách Hắc Xương 10 mét, chút khoảng cách này đối với Dương Bách Xuyên mà nói cho dù không thi triển thiểm điện bộ, cũng có thể trong thời gian ngắn tiếp cận Hắc Xương, thi triển chỉ xích thiên nhai công thiểm điện bộ chính là muốn đánh bất ngờ, đánh Hắc Xương tơi bời. Dù sao Hắc Xương cũng nói, ở thành Tán Tu, chỉ cần không giết người thì không tính là phá hỏng quy tắc, thành vệ sẽ không quản. Lúc Hắc Xương thấy Dương Bách Xuyên trong nháy mắt kề sát người mình, hắn ta bị dọa đến thần hồn đều run rẩy, trong lòng hắn ta chỉ có một suy nghĩ là lần này sai lầm rồi, quanh năm săn ưng, hôm nay sẽ bị ưng đánh mù. Trong tầm mắt Hắc Xương xuất hiện một nắm tay như tia chớp, càng lúc càng lớn. Chạm! Ôi chao! Thân thể Hắc Xương lập tức bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt xương sống mũi bị đánh đến nứt ra. Nước mắt nước mũi chảy dài. Đương nhiên lúc này, cơn ác mộng của Hắc Xương chỉ mới bắt đầu. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ đề phòng gì, bị Dương Bách Xuyên chiếm cứ tốc độ, ra tay gần người, một kích tất trúng. Ngay lúc Hắc Xương cảm thấy thân thể bay ngược, sau một khắc lại phát hiện trên chân căng thẳng, bị tay Dương Bách Xuyên bắt lấy cổ chân. Sau đó chính là bi kịch của Hắc Xương, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, ngay sau đó là gương mặt và mặt đất tiếp xúc chặt chẽ với nhau. Chạm. A. À. Bộp bộp bộp. A. À. Ở trong mắt tiểu hòa thượng và vài thuộc hạ của Hắc Xương, chỉ thấy Dương Bách Xuyên chộp lấy cổ chân Hắc Xương, bắt đầu đánh xuống mặt đất. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Ban đầu Hắc Xương còn kêu thảm thiết, lúc sau ngay cả tiếng kêu cũng không còn nữa. Ầm. Một khắc nào đó, lúc Dương Bách Xuyên cảm giác Hắc Xương chỉ còn nửa cái mạng.
hắn trực tiếp ném hắc xương vào một gốc cây đại thụ. Lần này đoán chừng xương cốt toàn thân hắn cũng bị diệt đi hơn phân nửa. Nếu không phải ước chừng quy tắc của thành tán tu là không thể xảy ra án mạng, Dương Bách Xuyên sớm đã giết hắc xương rồi. Từ lúc ra tay chỉnh đốn hắc xương đến khi chấm dứt, toàn bộ quá trình không dùng đến 3 phút. Tiểu Hòa Thượng và huynh đệ Gia Cát đều không kịp phản ứng. Mấy tên chó săn đi cùng hắc xương cũng không phản ứng kịp. Sau đó, Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng nhìn mấy tên chó săn nói, các ngươi có muốn ra tay không? Không ra tay thì bọn ta đi được rồi chứ. Vài tên chó săn đi cùng hắc xương như vừa mới tỉnh mộng. Lúc này, nào dám ra tay với Dương Bách Xuyên, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đùa gì thế, hắc xương có tu vi kim đan trung kỳ, mà ở trong tay hắn còn bị đánh tơi bời như thế, bọn họ chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn mà thôi, làm sao dám ra tay chứ. Một người trong số đó nuốt nước bọt, liên tục nói không dám. Vội vàng nhường đường cho Dương Bách Xuyên. Chúng ta đi thôi. Dương Bách Xuyên phủi phủi tay, rồi nhìn ba người Tiểu Hòa Thượng nói. Tiểu Hòa Thượng và huynh đệ Gia Cát cũng nuốt nước miếng, sững sờ đi theo phía sau Dương Bách Xuyên, sau đó lên núi. Nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên cầm lệnh bài đình viện, tìm được đình viện mà bọn họ đã thuê. Đình viện có trận pháp thủ hộ, dựa theo lời quản sự đăng ký nói. Là trận pháp do đại thành chủ thần bí của bọn họ tự tay bố trí, không có cảnh giới nguyên anh thì phá không được trận pháp, ra vào đều phải dùng lệnh bài của trận pháp. Thúc dục chân khí ở trên lệnh bài trong tay, lệnh bài phát ra một luồng ánh sáng chiếu rọi ở trên cửa lớn của đình viện, sau đó cửa lớn mở ra. Sau khi bốn người đi vào, cửa lớn trận pháp một lần nữa đóng lại. Sau khi ở trong viện, Tiểu Hòa Thượng mới thở dài một hơi lắp bắp nói, a, đậu phụ Ami. Lão đại, ngươi, vừa rồi ngươi quả thực rất đẹp trai nha. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, đẹp trai sao? Đẹp trai lắm. Tiểu Hòa Thượng gật đầu. Lúc này, Gia Cát Khổng lại cười khổ nói, Dương đại ca, ngươi thì thoải mái rồi, nhưng ta đoán chừng, chúng ta sẽ không yên bình ở thành tán tu đâu. Hắc Xương là bọn rắn độc, sau lưng bang Hắc Vân lại là hữu thành chủ của thành tán tu, chỉ e chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, Gia Cát Khổng, người cảm thấy hôm nay chúng ta giao cho Hắc Xương 4.000 linh thạch thì có thể bình an sao? Gia Cát Khổng cũng không ngốc, hắn ta là đệ tử đại gia tộc, đương nhiên là hiểu được điểm mấu chốt trong đó, Dương Bách Xuyên hỏi như vậy khiến hắn ta không biết trả lời như thế nào. Không được. Đúng là đối mặt với bọn cường hào ác bá có bối cảnh như Hắc Xương này, dù nộp 4.000 linh thạch cũng không có hiệu quả, thậm chí còn khiến chúng càng thêm tham lam. Tham lam vô độ là bản chất của phường du côn này. Không thể trông cậy vào loại người này, nếu thật sự lấy ra 4.000 linh thạch, chắc chắn không thể đổi được sự bình yên mà là tai ương chết người. Cho nên Gia Cát Khổng hiểu được ý của Dương Bách Xuyên, kết quả như vậy thì chi bằng đánh đám ác độc này. Hậu quả của việc làm như vậy, đương nhiên sẽ đắc tội bang Hắc Vân phía sau Hắc Xương, có thể nói là thành chủ thành tán tu. Nhưng ít nhất đánh Hắc Xương thì hắn cũng không bị gây phiền phức ở ngoài sáng, cũng đánh phủ đầu mấy người đứng sau một chút. Hơn nữa nếu không gây thiệt mạng thì dù là bên trên thành tán tu cũng không thể nói gì. Vì vậy, Dương Bách Xuyên quyết định đánh Hắc Xương này, đánh không hề e dè. Sau khi nghĩ đến những thứ này, trong mắt Gia Cát Khổng tràn ngập sự kính nể với Dương Bách Xuyên. Sự quyết đoán, nhìn xa trông rộng và dũng khí này, Gia Cát Khổng hắn ta không bằng. Dương ca, ta hiểu rồi. Gia Cát Khổng không nói thêm nữa. Nhớ kỹ, con đường tu hành cũng giống như đối đầu với đám hắc xương này vậy, nếu kết quả đều giống nhau thì chi bằng lội ngược dòng, đôi khi lại hái được quả ngọt. Dương Bách Xuyên cũng biết nỗi lo lắng trong lòng Gia Cát Khổng. Hôm nay khi hắn thăm dò mặc cả với hắc xương thì biết hắc xương là loại người hai mặt, nếu như vậy thì không có gì phải nghĩ, đánh chó rồi tính sau. Về phần hậu quả thì cứ nước đến đất ngăn. Bọn họ ở thành tán tu một tháng, mà đình viện thuê này lại có cao thủ nguyên anh nào đó dàn đại trận bảo hộ, lại là sản nghiệp thành tán tu. Dương Bách Xuyên tin chắc bang Hắc Vân còn không có can đảm để tấn công đình viện, cho dù tấn công thì đại trận nguyên anh cũng không ăn chay, bọn họ cũng không phá vỡ được, bốn người chỉ cần ở trong đình viện không đi ra ngoài thì bang Hắc Vân có thể làm gì chứ? Miễn là phía quan chức không gây rắc rối thì nơi này rất an toàn.
mà trên lý thuyết hắn cũng không vi phạm quy tắc thành tán tu, lại là khách hàng lớn của thành tán tu không có lý gì để gây phiền phức cho anh, nếu không chính là thành tán tu tự phá quy tắc, khó có thể khiến dân chúng tin phục. Vì vậy tiếp theo bốn người chỉ cần không ra khỏi sân hoặc không rời thành thì sẽ an toàn. Cho dù là ra khỏi thành, chỉ cần không phải đụng phải cường giả kim đan đại viên mãn, Dương Bách Xuyên tự tin có thể tự bảo vệ mình. Sau đó mỗi người chọn phòng để tu luyện và nghỉ ngơi, tạm thời để lại chuyện này ra sau. Đình viện này rất rộng, cũng có mật thất để tu luyện, có cả trận pháp tụ linh, rất hợp để tu luyện. Ba người tiểu hòa thượng tự giác nhường mật thất tu luyện cho Dương Bách Xuyên, sau đó tiểu hòa thượng nói hắn ta muốn đi bế quan, trong tay có một viên linh thạch cực phẩm còn chưa hấp thu, lần này hắn ta có cảm giác hấp thụ chân khí trong linh thạch cực phẩm thì có thể viên mãn, hắn muốn kết đan, muốn độ thiên kiếp. Ngay sau đó huynh đệ Gia Cát cũng bế quan. Ở trong hầm mỏ, Dương Bách Xuyên và Gia Cát Khổng đào ra bốn viên linh thạch, lúc Dương Bách Xuyên bị đuổi giết khiến bị thương đã dùng một viên, cuối cùng chân khí trong cơ thể viên mãn, dẫn tới thiên kiếp. Mà tiểu hòa thượng và huynh đệ Gia Cát vẫn chưa dùng linh thạch cực phẩm, cũng bởi vì chạy trốn suốt đường nên không có thời gian đi tu luyện, bọn họ cũng không có tốc độ luyện hóa kinh khủng như Dương Bách Xuyên. Trong quãng đường chạy trốn này, dù là tiểu hòa thượng hay là huynh đệ Gia Cát đều nhờ sự bảo vệ của Dương Bách Xuyên, điều này khiến trong lòng bọn họ cực kỳ áy náy vì không giúp được gì cho Dương Bách Xuyên, trái lại còn trở thành gánh nặng cho hắn, dù không nói gì nhưng trong lòng rất khó chịu. Trong đó tiểu hòa thượng là áy náy nhất, hắn ta và Dương Bách Xuyên đều là người Hoa Hạ ở địa cầu, lúc còn ở trong giới võ cổ, tiểu hòa thượng cũng là thiên tài đứng trong bảng thập đại yêu nghiệt. Nhưng kể từ khi đến Sơn Hải giới, tiểu hòa thượng đã nhận ra mình chỉ là rác rưởi. Nếu không phải gặp được Dương Bách Xuyên, sợ là hắn ta đã chết rồi. Còn Dương Bách Xuyên từ thành Chiêu Giao đến quặng mỏ, đến núi Đường Đình, đến thành tán tu này, biểu hiện càng ngày càng thành thục. Lúc đầu tu vi chỉ ngang hắn ta, bây giờ đã bỏ xa hắn ta, đây là điều tiểu hòa thượng không muốn thấy nhất. Hắn ta cũng có sự kiêu ngạo của mình, càng không muốn làm gánh nặng của Dương Bách Xuyên, hắn ta muốn chiến đấu bên cạnh Dương Bách Xuyên. Đồng cam cộng khổ. Mà đến bây giờ Dương Bách Xuyên vẫn đang bảo vệ hắn ta, cho nên trong lòng tiểu hòa thượng rất dằn vặt, hắn ta muốn tăng tu vi, muốn trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó sát cánh với Dương Bách Xuyên đối đầu với đủ loại kẻ thù. Tiểu hòa thượng biết chỉ cần chân khí của mình viên mãn thì cậu ta có thể đưa đến thiên kiếp, sau đó sánh vai cùng Dương Bách Xuyên. Có thể từ nhỏ được gọi là thiên tài thiếu lâm trăm năm có một, đương nhiên trên người hắn ta có bí mật, hắn ta có hiểu biết về thiên kiếp. Chân khí trong cơ thể đã sắp cận đại nhờ dùng linh đào của Dương Bách Xuyên, nếu bây giờ dùng linh thạch cực phẩm, tiểu hòa thượng tin chắc mình có thể đột phá trong vòng một tháng. Huynh đệ Gia Cát cũng nghĩ vậy, sau khi ba người nói với Dương Bách Xuyên xong thì lần lượt bế quan. Đối với việc này, Dương Bách Xuyên cũng ủng hộ thật lòng, dù sao trong suốt một tháng cũng có thể thấy được chân khí trong cơ thể ba người đã sắp viên mãn, có thể thuận lợi kết đan, là bạn bè, đương nhiên hắn mong ba người có thể mạnh hơn. Chờ sau khi ba người tiểu hòa thượng bế quan, Dương Bách Xuyên không có việc gì làm, sau khi đi vào mật thất tu luyện thì lập tức đi vào bình càn khôn. Hắn muốn quan sát kỹ không gian bình càn khôn, có một số linh dược còn cần xử lý, cũng muốn xem vượng tử tỉnh chưa. Giống như nghiên cứu một cây linh đào trên núi vậy, không biết liệu nó có ra hoa kết trái không. Cẩn thận nhớ lại một chút, đúng là thiên tài địa bảo trên người hắn rất nhiều, có thể dùng để gia tăng tu vi bản thân. Tất cả đều phải dùng, nếu không chẳng phải là thẹn với bình càn khôn này hay sao? Bây giờ bình càn khôn có hai chí bảo lớn, nước sinh mệnh và linh đào. Đặc điểm nổi bật của nước sinh mệnh là sức sống mạnh mẽ, có thể nhanh chóng chữa lành vết thương. Mà linh đào có tác dụng như linh khí, dùng để tăng lên tu vi, chuyện này đã được Đại ca Bạch Khởi chứng thực. Dương Bách Xuyên nghĩ nếu nước sinh mệnh có thể phục hồi, vậy hẳn linh đào cũng như thế. Sau khi tiến vào không gian bình càn khôn, Dương Bách Xuyên xử lý đám linh dược trước, một đống lớn linh dược, một gốc cây đã vào giai đoạn trăm năm, linh dược cao nhất cũng chỉ được trăm năm. Đây mới là thời gian bình càn khôn phát sinh biến hóa, chắc chắn không lâu sau những linh dược này có thể bước vào giai đoạn ngàn năm, đến lúc đó hắn có thể mở lò luyện đan. Đan dược là tài nguyên tu luyện không thể thiếu.
Quả hồng hương được cấy ghép trong không gian sau khi gặp linh dược ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, lớn hơn 3 vòng, bây giờ đã cao hơn 10 mét, trên đó treo đầy trái cây hồng hương, đây là thứ chồn nhỏ thích. Hương thơm của trái cây tỏa ra trong toàn bộ không gian, màu sắc và hương thơm rất hấp dẫn. Dương Bách Xuyên hái một trái, cắn một miếng. Nước trái cây chảy vào miệng, hương thơm nhẹ nhàng cộng thêm vị chua ngọt nhẹ, rất thơm. Một cỗ linh khí truyền vào trong cơ thể. Dương Bách Xuyên biết bây giờ quả hồng hương trong không gian bình càn khôn đã dị biến. Không còn là trái cây hoang dã ban đầu, đã tiến hóa thành linh quả, có thể ăn được, có thể luyện đan, quan trọng là rất ngon. Lúc Dương Bách Xuyên ăn quả hồng hương thì nghĩ đến con chồn nhỏ, kêu một tiếng về phía con suối nhỏ xa xa. Hắn vừa nghe thấy tiếng vua cá rồng kia. Hắn vừa đi vừa tiện tay hái hai quả hồng hương đi về phía suối nguồn. Sau khi đi qua, quả nhiên phát hiện là vua cá rồng, có lẽ cảm nhận được chủ nhân của không gian bình càn khôn đến đây, vua cá rồng ở trong nước vui vẻ bơi lội, bơi vòng quanh trước mặt Dương Bách Xuyên, bơi từng vòng không chút mệt mỏi, dường như rất vui vì Dương Bách Xuyên đến. Lúc này trong mắt Dương Bách Xuyên, vua cá rồng cũng có thay đổi rất nhỏ, màu sắc trên người càng vàng hơn, trên người tỏa ra ánh sáng mờ ảo, vảy giáp trên thân vua cá rồng cũng cứng cáp hơn rất nhiều, sâu dài gấp đôi, thân hình cũng hơn 3 mét, bơi trong nước khiến bọt nước văng tung tóe. Có lẽ là vì lần trước cho vua cá rồng dùng nước sinh mệnh, lúc này trong cảm thụ của Dương Bách Xuyên, trong cơ thể vua cá rồng đã sinh ra yêu lực mạnh mẽ. Đây là dấu hiệu chính thức bước vào tu hành. Dương Bách Xuyên tin chắc vua cá rồng sẽ có thành tựu trong thời gian ngắn. Không biết là ảo giác hay không, Dương Bách Xuyên cảm thấy vua cá rồng có quen biết hắn. Đút hai quả hồng hương trong tay cho vua cá rồng xong, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm nói chuyện với vua cá rồng một hồi, lập tức đứng dậy đi về phía núi Linh Đào. Núi Linh Đào là tên riêng, bởi vì có những cây linh đào trên núi. Trong lòng hắn cũng không chắc chắn cây linh đào thiên địa chí bảo này có thể mở ra kết quả hay không, Dương Bách Xuyên mong chờ đi lên núi. Sau khi lên đỉnh núi, phát hiện vượng tử đã ngủ say không có dấu hiệu tỉnh lại, cho thấy sự tiến hóa huyết mạch của vượng tử vẫn tiếp tục, không biết phong vân thần khuyển cho vượng tử một giọt máu sẽ giúp vượng tử tiến hóa thành dạng nào, Dương Bách Xuyên lại hơi lo lắng. Nếu vượng tử có vấn đề gì đó, hắn về địa cầu cũng không có cách nào giải thích với Triệu Nam. Nhưng mà hắn cũng không thể kiểm soát được, chỉ có thể xem ý trời. Sau khi nhìn thấy vượng tử, lúc này Dương Bách Xuyên mới đi về phía trước vài bước, đi đến trước cây linh đào, ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng lập tức vui vẻ. Nghĩ lại cũng đúng, quả nhiên linh đào và nước sinh mệnh giống nhau, là một kho báu có thể tái sinh, sau 3 ngày nó đã nở hoa, có thể 3 ngày nữa có thể kết quả, sau đó chín nhỉ. Tính ra thì chẳng phải 9 ngày là có thể hái linh đào 9 ngày sao? Đương nhiên đây chỉ là suy đoán trong lòng Dương Bách Xuyên, cụ thể có phải hay không thì phải quan sát thê. Tuy nhiên, nhìn thời gian ra hoa có thể thấy linh đào ra hoa kết quả 9 ngày một lần. Dương Bách Xuyên tùy ý nhìn thoáng qua nơi lúc trước hồng đậu đậu nán lại, trái tim đập thình thịch. Hắn đột nhiên nhìn thấy một cây linh đào nhỏ xuất hiện ở nơi hồng đậu đậu từng ở lại, mặc dù rất nhỏ, chỉ là một cây con. Nhưng nó đúng là một cây linh đào. Trong lòng bỗng hiểu ra, gốc linh đào nhỏ này là hạt của quả linh đào mà lúc trước hầu đậu đậu ăn. Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên kích động, linh đào có thể gieo giống ư. Nếu như vậy thì sau này hắn sẽ có được nhiều linh dược hơn ư. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên không bình tĩnh nổi, không gian bình càn khôn còn một cây linh đào cuối cùng, là hắn để lại cho chồn nhỏ, nhưng bây giờ nếu cây linh đào đã nở hoa lần nữa, sau này chồn nhỏ không sợ không có linh đào ăn. Bây giờ hắn rất muốn ăn quả đào cuối cùng, sau đó trồng hạt thí nghiệm xem cây linh đào có thể gieo giống không. Sau đó Dương Bách Xuyên lập tức ăn quả linh đào cuối cùng. Sau khi giữ hạt đào lại, hắn bắt đầu tập trung vào việc tu luyện. Nói cũng buồn cười, linh đào là chí bảo trong không gian bình càn khôn của hắn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ăn nó. Hương vị nhớ mãi không thôi. Dương Bách Xuyên cảm thấy nếu trên đời này thật sự có tiên đào hoặc là tử đào của vương mẫu nương nương thì linh đào trong không gian bình càn khôn của hắn cũng giống như thế. Sau khi ăn xong, dù là hương vị hay linh khí trong đó đều khiến cho hắn có cảm giác say lòng người. Không kịp thưởng thức, Dương Bách Xuyên vội vàng vận chuyển càn khôn tạo hóa công bắt đầu tu luyện.
trong linh đảo ẩn chứa linh khí thiên địa, không kém linh khí trong linh thạch cực phẩm, đều rất nhiều và tinh khiết. So với linh khí trong linh thạch cực phẩm, linh khí trong linh đảo lại có sức sống khổng lồ, càng thêm sục sôi. Càn khôn tạo hóa quyết vận chuyển, linh khí vận chuyển xoay vòng liên tục, linh khí tinh khiết của linh đảo phát huy tác dụng. Không cần phải đi luyện hóa, một vòng tuần hoàn có thể hoàn thành trong phút chốc. Sau đó tiến vào trong đan điền kim đan trung kỳ. Thường thì địa bảo càng cao thì càng tinh khiết, luyện hóa càng nhanh, bởi vì không có nhiều tạp chất trong đó, cũng giống như nước tinh khiết và nước máy vậy. Trước đây thì có thể uống trực tiếp, sau này thì bạn phải đun sôi để uống. Linh khí trong linh đảo vô cùng nhiều, đột ngột nổ tung trong cơ thể, tràn ngập toàn thân. Trong khi đang vận chuyển xoay vòng, kim đan xoay tròn hóa thành chân khí bên trong tăng lên từng chút một. Mặc dù linh khí khổng lồ, nhưng sau khi bị kim đan chuyển hóa thành chân khí, tiến vào bên trong kim đan vẫn rất ít. Dương Bách Xuyên cười khổ, hắn biết đây là chỗ đặc biệt của thuộc tính ngũ hành của mình, chứa chân khí nhiều người rất nhiều, cùng là tăng lên một cảnh giới nhưng mất nhiều thời gian hơn người khác. Để tăng cảnh giới thì cần rất nhiều thời gian. Nhưng mà hắn lại thích như vậy, không vội vàng, tập trung vào luyện hóa hấp thụ. Hắn cũng không biết sau khi hấp thụ linh khí của linh đảo có thể giúp tu vi của mình từ kim đan sơ kỳ tăng lên một tiểu cảnh giới, đạt tới tu vi kim đan trung kỳ hay không. Mọi thứ phó mặc ý trời. Nhắm mắt lại rồi tiếp tục. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hấp thụ tất cả linh khí của linh đảo, hoàn toàn chuyển hóa thành chân khí của bản thân. Xem xét bên trong xong, hắn lại thở dài nói, rốt cuộc cũng không đột phá. Kim đan sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là có thể bước vào tu vi kim đan trung kỳ. Mặc dù hơi tiếc nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì Dương Bách Xuyên cũng hài lòng. Bây giờ đã vào kim đan, càng về sau tu luyện càng khó, một tiểu cảnh giới đôi khi phải tu luyện nhiều năm, thậm chí lâu hơn. Mà hắn dùng một quả linh đào tu luyện tương đương với mấy năm tu luyện của người khác. Điều này đã rất bá rồi, hắn cũng biết không thể tham lam quá. Con đường tu chân cần đi từng bước một, như vậy căn cơ mới kiên cố. Kế tiếp sau hắn khiến cảnh giới vững chắc hơn, còn có thể đột phá đến kim đan trung kỳ hay không, chuyện này Dương Bách Xuyên cũng không lo, tăng tu vi chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Bây giờ đã là kim đan sơ kỳ đỉnh phong, mặc dù có thể bước vào kim đan trung kỳ. Xem cơ duyên thôi. Dừng việc đứng dậy, Dương Bách Xuyên cầm hạt đào đi tới bãi đất trống ở phía bên kia đỉnh núi, tự tay trồng đào xuống đất. Nhưng mà sau khi trồng thì phải tưới nước, vì vậy hắn định đến bên dòng suối để tìm cái xô lấy nước, chuẩn bị đi tưới nước cho hạt đào. Khi nhấc chân lên, khóe mắt Dương Bách Xuyên lại nhìn qua đá sinh mệnh. Hắn đột nhiên nghĩ ra, có thể thêm một giọt nước sinh mệnh vào trong nước tưới hạt đào không? Ý tưởng này vừa xuất hiện. Lập tức lớn mạnh như cỏ dại, không thể kiềm chế được. Dương Bách Xuyên ngẫm lại, điều này đúng là có khả năng. Nước sinh mệnh có sức sống mãnh liệt, nếu có thể cho mọi sinh linh dùng thì sao thực vật lại không dùng được chứ? Dù sao cũng tăng sức sống mà đúng không? Nghĩ gì làm nấy, lúc này hắn lấy một giọt nước sinh mệnh nhỏ vào xô nước, một xô nước bình thường nay lại bừng bừng sức sống. Đến trước hạt đào. Dương Bách Xuyên tưới xô nước suối lên đó. Chẳng bao lâu, một xô nước đã tưới xong. Dương Bách Xuyên cười lẩm bẩm, có nước sinh mệnh tưới táp, chắc hẳn sẽ nhanh chóng nảy mầm nhỉ. Vốn cũng chỉ trông cậy có thể nảy mầm trong vài ngày, nhưng mà không ngờ khi hắn vừa dứt lời, một cảnh tượng kỳ diệu đã diễn ra trước mắt Dương Bách Xuyên. Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt trong đất đất, cúi đầu nhìn thì thấy đó là nơi trồng hạt đào. Ngay sau đó, một chồi non nhỏ chui ra khỏi đất, sau đó bắt đầu phát triển với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. 1 mét, 2 mét, trong chớp mắt đã phát triển đến 5, 6 thước, sau đó mới dừng lại, thân cây to bằng đùi người lớn. Một gốc đào cao 5, 6 thước mọc ra trước mắt Dương Bách Xuyên. Không chỉ dừng ở đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy cây đào nở hoa, kết quả, sau đó quả chín. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong vài hơi thở. Dương Bách Xuyên sững sờ nhìn cây đào trước mắt, không thể tin vào mắt mình. Ảo giác ư? Bốp! Dương Bách Xuyên đánh mình một cái thật mạnh. A, đau quá! Hắn biết đó không phải là ảo ảnh,
tất cả điều này là sự thật, sau khi tưới nước sinh mệnh vào, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Trên cây đầy quả chín, không nhiều, linh đào màu đỏ vàng, trông vô cùng thích mắt. Dương Bách Xuyên đột nhiên cười ngây ngô, nước miếng đều chảy xuống khóe miệng từ lúc nào mà không biết. Lúc này hắn nghĩ nếu nước sinh mệnh có thể làm cho một hạt đào ra dễ nảy mầm, ra hoa kết quả trong nháy mắt, vậy có thể tăng tốc độ tăng trưởng cho linh dược hay không? Khi nghĩ đến đây, hắn run rẩy vì phấn khích. Nếu như có thể giúp cho linh dược tăng nhanh tốc độ sinh trưởng, chẳng phải là hắn sẽ có tài nguyên tu luyện vô tận hay sao? Có linh dược luyện đan, có linh dược thượng hạng luyện chế đan dược cao cấp, vậy thì không phải tu vi của hắn sẽ tăng nhanh như ngồi tên lửa à? Một giây sau, Dương biến mất tại chỗ, lập tức đến vườn linh dược, đổ nước sinh mệnh vào nước bình thường, bay lên giữa không trung tưới cho vườn linh dược. Oa ha ha, ông đây thật may mắn. Vài phút sau, toàn bộ không gian bình càn khôn vang lên hét điên cuồng của Dương Bách Xuyên, may mà nơi này không có người ngoài, nếu không người khác sẽ cho rằng hắn bị điên. Dương Bách Xuyên có được hồ càn khôn lâu như vậy, hoặc là nói từ khi có được nước sinh mệnh đến nay, lần đầu tiên phát hiện kho báu lớn nhất cuộc đời. Nước sinh mệnh có thể đào tạo ra các loại linh dược linh quả vô hạn, đây là dấu hiệu sắp nghịch thiên. Nhưng không phải không có khuyết tật, Dương Bách Xuyên phát hiện, cho dù là linh đào hay linh dược, chỉ có thể dùng nước sinh mệnh tưới một lần, lần thứ hai hoàn toàn không có hiệu quả. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng cảm thấy nước sinh mệnh rất nghịch thiên. Sau khi tưới lên mầm cây đào mà hầu đậu đậu từng ăn, thu hoạch linh đào chín, tổng cộng 3 cây, hắn thu được 27 quả linh đào. Nhưng cũng không tiếp tục gieo, chờ ăn xong quả đào rồi lại trồng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.